Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 120. Mà ở chiến trường luyện ngục này, yêu nghiệt đạo đình cũng có đến hơn trăm người, trong đó thấp nhất cũng là độn nhất cảnh. Hơn trăm người này, toàn bộ đều là những người thế hệ trẻ yêu nghiệt nhất của đạo đình. Đạo đình đưa bọn họ đến đây, mục đích chính là để tôi luyện. Lúc này, Tống Phi bỗng nói, Huyền huynh, chân võ thần quân còn căn dặn. Lần này nếu chúng ta có thể giết chết Diệp Huyên, thì mỗi người sẽ được thưởng 20 miếng tạo hóa thần tinh. 20 miếng đấy, chúng ta ở nơi này, may mắn thì một năm cũng chỉ được 10 miếng tạo hóa thần tinh, không ngờ, đầu Diệp Huyên này lại đáng giá đến vậy. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Tống Phi huynh, lời này sai rồi. Tống Phi nhìn Diệp Huyên chân thành nói, Tống Phi huynh, thần quân bọn họ tại sao lại cho thưởng mê người đến vậy? Chỉ có một cách giải thích, đó chính là Diệp Huyên này không dễ đối phó. Huống hồ, thần quân bảo chúng ta liên thủ, có ý gì? Ý là bọn họ rất coi trọng Diệp Huyên này, mà một tên Diệp Huyên có thể khiến thần quân coi trọng, ngươi thử nghĩ xem, Diệp Huyên này yêu nghiệt đến nhường nào. Tống Phi gật đầu, Huyền huynh nói có lý, Diệp Huyên này nghe nói giết chết chứng đạo thì huyết mạch lại càng mạnh mẽ vô song, không thể khinh thường được. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Đối với Diệp Huyên, chúng ta nhất định phải thận trọng. Tống Phi cười nói, nhưng mà, ta cũng muốn gặp Diệp Huyên thử xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì. Kiêu ngạo. Mặc dù chân võ thần quân bảo bọn họ phải xem trọng Diệp Huyên, nhưng, người có thể sống sót ở nơi này, nào có ai không phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt chứ? Chân võ thần quân xem trọng một người trẻ như vậy, rất nhiều người thật ra cũng không phục trong lòng. Diệp Huyên liếc nhìn Tống Phi, không nói gì. Không lâu sau, hai người đã đến Đạo Sơn. Đạo Sơn chính là một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi nhỏ này, hiện tại đã tập hợp đến 6-70 người, toàn bộ đều là thiên tài yêu nghiệt của Đạo Đình. Diệp Huyên liếc nhìn những yêu nghiệt này, không thể không nói, những yêu nghiệt Đạo Đình này quả thực rất mạnh, nhưng người này đa phần đều là chứng đạo cảnh, hơn nữa có thể thấy từ hơi thở này, căn bản đều không phải kiểu tạp nham. Nếu những người trước mặt này liên thủ, chắc chắn hắn không đánh lại được. Những người này, đều là thân kinh bách chiến. Nhất là có vài luồng hơi thở trong đó, lại càng hùng hậu vô song. Những người này, đã đạt đến ngự đạo cảnh. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong sân. Người đàn ông mặc trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Bên cạnh người đàn ông, còn một cô gái đứng đó, chính là Hy Nhược đến từ đạo đình kia. Quan Sơn nhìn mọi người trong sân, sau đó nói, các vị hẳn đã biết rõ mục đích triệu tập mọi người lần này rồi. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên lên tiếng, Diệp Huyên kia thật sự mạnh như vậy sao? Muốn tất cả chúng ta liên thủ. Quan Sơn nhìn người đàn ông, Lý Sinh, người có thể đấu với chân võ thần quân hơn trăm chiêu mà không chết không? Người đàn ông tên Lý Sinh trầm giọng nói, hắn thật sự có thể đấu với chân võ thần quân hơn trăm chiêu mà không chết. Quan Sơn nhìn Hy Nhược đứng ra, nàng ta nhìn mọi người trong sân, các vị đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng, ta muốn nói với các vị, Diệp Huyên này không hề đơn giản, khi ở đạo đình, đã giết chứng đạo cảnh, dùng sức một mình hắn giết chết phong đạo tu, kiếm tu đứng đầu đạo đình ta và hai thần tướng. Ngoài ra, trước đó hắn còn khiêu chiến chân võ thần quân, ta có trách nhiệm nói với các vị, chân võ thần quân không hề nói ngoa, nhưng, hắn hiện tại vẫn còn sống. Nói đến đây, nàng ta khẽ ngừng lại, rồi nói, người này thực lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là người này quỷ kế đa mưu, thích chơi ám chiêu, các vị nếu gặp được hắn thì không được sơ suất gì. Bên dưới, lại có một người đàn ông cười nói, nghe thấy lời của Hy Nhược cô nương. Ta đã muốn gặp thử vị Diệp Huyên này rồi. Trong sân, rất nhiều người cũng cười phụ họa. Hy Nhược thở dài trong lòng một tiếng. Quả không sai, những thiên tài này đều có sự kiêu ngạo, Diệp Huyên kia chẳng qua chỉ là chứng đạo cảnh, những người này sao có thể coi trọng Diệp Huyên. Thật ra, nếu không phải nàng ta tận mắt chứng kiến thực lực của Diệp Huyên, thì nàng ta cũng sẽ không quá để tâm đến Diệp Huyên. Mọi người đều là hai vai đỡ đầu. Ai sợ ai chứ? Nhưng, nàng ta đã biết thực lực của Diệp Huyên, tên kia giết chết chứng đạo cảnh, đừng nói là thế hệ trẻ,
mà thế hệ tiền bối đạo đình cũng không có mấy người đánh được Diệp Huyên. Nếu không Bạch Đế Tinh Quân cũng sẽ không đau đầu như vậy. Lúc này, Quan Sơn kia bỗng lên tiếng, Hy Nhược, Bạch Đế Tinh Quân và Võ Chân Thần Võ còn nói gì? Hy Nhược nhớ lại, nàng ta nhìn Quan Sơn, Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân lúc trước sở dĩ lựa chọn giảng hòa với đạo chủng chi địa, là vì bọn họ muốn dứt ra, sau đó giết chết Diệp Huyên này. Người này là đại họa lớn của đạo đình ta, Quan Sơn, ngươi hiểu không? Quan Sơn gật đầu, ta hiểu rồi. Hy Nhược khẽ gật đầu, Quan Sơn, ta biết thực lực của ngươi, thế hệ trẻ, cũng có rất ít địch thủ, nhưng, nếu gặp Diệp Huyên, tuyệt đối đừng đấu đơn với hắn, nhất định phải hợp sức mọi người giết chết hắn, chấm dứt hậu họa. Quan Sơn cười nói, thật ra, ta lại rất muốn đấu đơn với người này thử. Ta với Phạm Thủy Thủy đánh nhiều năm như vậy, hai người chúng ta mãi vẫn không thắng bại, mà Diệp Huyên này ta lại rất muốn gặp thử xem sao. Nhưng, nếu Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân đã coi trọng người này như vậy, đương nhiên ta sẽ không khinh địch, nếu tìm được người này, ta sẽ tập hợp mọi người giết chết hắn. Hy Nhược gật đầu, như vậy là tốt nhất. Lúc này, tất cả cao thủ đạo đình căn bản đều đã tập hợp. Thoáng chốc, mọi người bắt đầu bàn tán, thảo luận giết Diệp Huyên thế nào. Mà Diệp Huyên cũng thi thoảng đưa ra đề nghị. Mọi người thảo luận rất phấn khích. Giết Diệp Huyên như thế nào? Đây chính là nội dung chính mà các cường giả đạo đình đang bàn bạc ngay lúc này. Diệp Huyên ở một bên lẳng lặng nhìn. Đệt mợ, mấy kẻ này đang muốn hội đồng hắn đây mà. Hy Nhược đột nhiên cất lời, các vị. Chúng ta muốn giết được Diệp Huyên thì trước tiên phải tìm ra hắn đã. Quan Sơn cũng gật đầu, trước tiên phải tìm được hắn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, Hy Nhược cô nương, ta cảm thấy chúng ta còn cần phòng trước hai chuyện. Hy Nhược nhìn về phía Diệp Huyên, chuyện gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, đó là ta cần đề phòng việc Diệp Huyên trà trộn vào trong chúng ta. Nghe thấy vậy. Lông mày của Hy Nhược khẽ nhíu, trà trộn vào. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm mặt nói, chẳng phải cô nói Diệp Huyên là kẻ lắm mưu nhiều kế đấy sao? Thế nên ta cảm thấy, chúng ta cần phải xác định số người tham gia hiện giờ, tránh việc để tên Diệp Huyên kia trà trộn vào. Hy Nhược trầm ngâm một lát, sau đó nói, có lý lắm. Diệp Huyên nhìn lướt một vòng, hiện giờ nơi đây có 108 người. Quan Sơn huynh có thể nhận biết tất cả mọi người ở đây không? Quan Sơn lắc đầu. Tuy hắn là người đứng đầu phe đạo đình ở chiến trường luyện ngục này, nhưng hắn cũng không thể nhận mặt được tất tần tật thiên tài của đạo đình, bởi vì thường ngày bọn họ đều có công việc riêng cần hoàn thành, trừ phi bên phía mạch khoáng xuất hiện tạo hóa thần tinh thì tất cả mới cùng tập hợp, còn không thì gần như sẽ phân tán đi các nơi để tự mình tu luyện. Diệp Huyên lại nói, thế nên chúng ta nhất định phải xác định nhân số hiện tại, để tránh việc Diệp Huyên trà trộn vào trong, có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, người xưa có câu cẩn tắc vô áy náy, mà. Quan Sơn khẽ gật đầu, người nói rất đúng. Diệp Huyên lại liếc mắt một vòng, các vị, chỉ bằng giờ chúng ta cùng làm quen, để lỡ sau này có gương mặt lạ hoắc nào đó xuất hiện thì chúng ta có thể nhận ra được luôn. Tất cả mọi người có mặt đều liếc nhìn nhau. Với thực lực của bọn họ, chỉ thoáng liếc mắt thôi là có thể nhớ rõ được mọi người có mặt tại nơi này. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là. Diệp Huyên ôm quyền, tại hạ là Dương Huyền, là huynh đệ với Tống Phi. Tống Phi. Cách đó không xa, Tống Phi ngây ra như phỗng, huynh đệ sao? Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Tống Phi, cười bảo, bắt đầu từ giờ. Tất cả mọi người của đạo đình chúng ta đều là huynh đệ cả, mọi người đồng sinh cộng tử. Tất cả những người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, các vị cần phải hiểu rõ một chút, kẻ địch hiện giờ của chúng ta không chỉ là Diệp Huyên, mà còn có cả đạo chủng chi địa. Diệp Huyên kia tiến vào chiến trường này, các vị cảm thấy đạo chủng chi địa sẽ ngồi đó nhìn mà không quan tâm sao? Đạo chủng chi địa. Nghe thấy vậy. Vẻ mặt của đám người ở đây đều dần trở nên ngưng trọng. Diệp Huyên lại nói, đây chính là chuyện thứ hai mà ta muốn nói, Diệp Huyên kia rất có thể đã gia nhập đạo chủng chi địa rồi. Mà một khi Diệp Huyên gia nhập đạo chủng chi địa, phải nói là vô cùng bất lợi đối với chúng ta.
Hy Nhược nhìn Diệp Huyên, Huyền huynh, theo ý huynh thì hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, rất đơn giản, trong lúc Diệp Huyên chưa gia nhập đạo chủng chi địa, chúng ta hay tìm ra hắn trước, rồi chém chết. Quan Sơn đột nhiên nói, bởi vậy cần phải tìm ra Diệp Huyên trước. Diệp Huyên gật đầu, việc cấp bách hiện giờ là tìm được Diệp Huyên, thế nhưng ta cảm thấy mấy cách bình thường sẽ khó mà tìm ra được hắn. Thử nghĩ mà xem, hiện giờ chúng ta tập hợp một chỗ, sao Diệp Huyên có thể không biết rõ ý đồ của chúng ta? Cho dù hắn ta mạnh hơn nữa thì cũng không thể lấy sức của một người đối kháng với tất cả chúng ta. Thế nên, ta cảm thấy, chắc chắn bây giờ Diệp Huyên sẽ trốn trước, rồi âm thầm hạ độc thủ với chúng ta. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hy Nhược cô nương, cô thử nghĩ xem, nếu như Diệp Huyên kia trốn ở trong tối rồi hạ độc thủ. Nghe vậy, sắc mặt Hy Nhược trở nên có phần khó coi. Thực lực của Diệp Huyên khủng bố tới mức nào? Nếu như hắn ta núp trong bóng tối, vậy thì chẳng khác nào chiếc gai nhằm nghe sau lưng tất cả mọi người, khiến tất cả bọn họ không có phút giây nào yên bình. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bảo, thế nên chúng ta nhất định phải dụ được tên Diệp Huyên kia ra. Hy Nhược nhìn về phía Diệp Huyên, dụ thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo, dùng tạo hóa thần tinh. Nếu Diệp Huyên kia đã đạt tới chứng đạo cảnh, chắc chắn hắn ta sẽ không tránh được cám dỗ của tạo hóa thần tinh, thế nên, chúng ta có thể dùng thứ này để dụ hắn ra ngoài, sau đó chém chết. Hy Nhược trầm ngâm giây lát rồi bảo, cách này cũng khá được, chỉ là, ta cảm thấy người như Diệp Huyên sẽ không dễ mắc lừa. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nếu chỉ có mấy viên tạo hóa thần tinh thì chắc chắn hắn ta sẽ không mắc lừa, nhưng nếu dùng nhiều hơn thì sao? Hy Nhược nhíu mày, nhiều. Diệp Huyên gật đầu, nếu như là mấy trăm viên thì sao? Mấy trăm viên ư? Nghe thấy vậy, đám người có mặt đều nheo mắt lại. Mấy trăm viên? Ở nơi đây, một năm bọn họ cũng chỉ tạo ra được khoảng chục viên tạo hóa thần tinh. Dùng mấy trăm viên ư? Như thế quá mức điên cuồng rồi. Diệp Huyên lại nói, các vị, ta cảm thấy lần này chính là đề thử thách mà Chân Võ Thần Quân và Bạch Đế Tinh Quân giao cho chúng ta. Đám người đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân coi Diệp Huyên kia chính là kẻ địch đáng gờm trong tương lai của đạo đình chúng ta, bọn họ đã coi trọng Diệp Huyên đó đến mức nào. Trong tình huống này, sao chúng ta có thể so đo được mất được đây? Các vị, nếu như bây giờ chúng ta không đoàn kết, không đồng lòng, vậy mọi người nghĩ thử xem, Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì? Cả đám cùng trầm mặc. Diệp Huyên tiếp tục bổ thêm, lần này, chúng ta không đánh vì lợi ích, mà đánh vì đạo đình. Các vị, Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân cực kỳ coi trọng Diệp Huyên kia, lần này đưa ra thử thách với thế hệ trẻ của đạo đình chúng ta. Nếu như chúng ta nhiều người thế này mà không giết chết được Diệp Huyên, vậy thì sau này đạo đình ta còn có hy vọng gì nữa? Bởi vậy lần này, chúng ta nhất định phải giết chết Diệp Huyên bằng mọi giá, để Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân thấy rõ, thế hệ trẻ của đạo đình chúng ta cũng không hề thua kém Diệp Huyên. Hy Nhược khẽ gật đầu, Huyền huynh nói có lý lắm. Các vị, Bạch Đế Tinh Quân từng phái rất nhiều cường giả đi giết Diệp Huyên, nhưng họ đều thất bại. Mà lần này, Diệp Huyên kia tiến vào chiến trường luyện ngục, Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân đã ra lệnh cho chúng ta tới đối phó Diệp Huyên, thật ra cũng là đưa ra thử thách cho chúng ta. Nếu chúng ta đông như thế này mà không giết chết được Diệp Huyên, vậy thì Tinh Quân và Thần Quân sẽ thất vọng đến mức độ nào đây? Còn nữa, thế hệ trẻ của đạo đình chúng ta liệu còn mặt mũi nào mà sống tiếp được nữa? Nghe vậy, đám người có mặt đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tuy bọn họ đều có cách nghĩ của riêng mình, thế nhưng vẫn hiểu thế nào là đúng đắn. Những lúc thế này nếu như ai dở trò thì chẳng khác nào kẻ ngu, Bạch Đế Tinh Quân và Chân Võ Thần Quân cũng đâu ngốc. Những lúc bình thường, bọn họ có thể đấu tranh nội bộ, bởi vì có cạnh tranh thì mới có tiến bộ. Nhưng đến lúc thế này, nếu kẻ nào dám đấu đá nội bộ thì bên trên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Quan Sơn huynh là người mạnh nhất trong chúng ta, vậy thì trách nhiệm giết chết Diệp Huyên nhất định phải nhờ cậy huynh gánh vác, huynh ngàn vạn lần đừng chối từ nhé. Nghe vậy,
Quan Sơn vẫn luôn im lặng nãy giờ nhìn về phía Diệp Huyên, giờ phút này, hắn ta đột nhiên nảy sinh chút hảo cảm với Diệp Huyên, giết chết Diệp Huyên vẫn cần các vị đồng tâm hiệp lực nữa. Diệp Huyên vội vàng ôm quyền tỏ vẻ quyết tâm một lòng, tất nhiên ta sẽ toàn lực phụ trợ Quan Sơn huynh. Quan Sơn khẽ gật đầu, Huyền huynh, theo ý huynh, nếu như chúng ta dùng tạo hóa thần tinh làm mồi nhử, vậy Diệp Huyên kia sẽ thực sự mắc lừa sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta có thể thử xem sao? Quan Sơn hỏi, thử kiểu gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đang muốn nói gì đó thì Hy Nhược ở một bên đột nhiên cất lời. Chúng ta có thể làm như thế này, đầu tiên truyền tin ra ngoài nói bên phía mỏ khoáng đột nhiên sản xuất được mấy trăm viên tạo hóa thần tinh. Quan Sơn nhíu mày, nếu thế, chắc chắn đạo chủng chi địa sẽ nghe tin mà tới. Hy Nhược gật đầu, đúng vậy, nhưng Diệp Huyên chắc chắn cũng tới. Quan Sơn nhìn về phía Hy Nhược, sao Hy Nhược cô nương nghĩ vậy? Hy Nhược trầm giọng nói, theo ta được biết, Diệp Huyên vừa mới gia nhập đạo chủng chi địa. Hơn nữa, mối quan hệ của hắn ta với đạo chủng chi địa cũng không được tốt lắm. La Hầu kia sở dĩ thu lưu hắn chẳng qua cũng vì muốn lợi dụng hắn để đối phó với đạo đình chúng ta mà thôi. Về phần đám Phạm Thủy Thủy, ta tin bọn họ sẽ không vì một kẻ Diệp Huyên kia mà liều chết với chúng ta. Diệp Huyên kia vừa mới tới nơi này, căn bản chẳng thể nào có giao tình sâu nặng gì với bọn họ, lại thêm thân phận đặc thù của hắn nữa. Bởi vậy ta cảm thấy chắc chắn bọn họ sẽ không vì Diệp Huyên mà liều chết với tất cả chúng ta đâu. Quan Sơn ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Huyền huynh, huynh cảm thấy thế nào? Hy Nhược cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, Hy Nhược cô nương nói rất có lý, cách này cũng khá ổn, chỉ là, số tạo hóa thần tinh kia. Hy Nhược cười nói, câu cá tất nhiên là phải có mồi câu. Dứt lời. Nàng ta nhìn một lượt khắp sân, hẳn là các vị cũng thích góp được không ít. Mỗi người góp vào 5 viên tạo hóa thần tinh, sau khi chuyện này thành công, 5 viên thần tinh đó sẽ được hoàn trả nguyên vẹn cho các vị. Đám người có mặt ở nơi đây thoáng do dự một lát, sau đó đồng loạt lấy ra 5 viên tạo hóa thần tinh. Chỉ chốc lát, bọn họ đã góp được hơn 500 viên. Không thể không nói, đây chính là một số lượng khá lớn. Lúc hơn 500 viên tạo hóa thần tinh xuất hiện, một luồng linh khí cực kỳ thuần khiết đột nhiên tràn ra. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đống tạo hóa thần tinh kia, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Quan Sơn đột nhiên nói, đi tới mỏ khoáng. Rất nhanh, đám người đã biến mất trên đạo sơn. Chỉ chốc lát, cả đám người đã đi tới trung tâm một ngọn núi lớn. Trên đường đi, Diệp Huyên biết được mỏ khoáng tạo hóa này kéo dài 800 dặm, 400 dặm đầu tiên do đạo chủng chi địa nắm giữ, còn 400 dặm phía sau thuộc quyền kiểm soát của đạo đình. Mỗi một năm, mỏ khoáng tạo hóa này có thể sản xuất ra chừng mấy nghìn viên tạo hóa thần tinh, thật ra thì số lượng không ít, nhưng sau khi phân chia xong thì mỗi người lại chẳng có được bao nhiêu. Phải biết rằng, một năm một mỏ khoáng mới sản xuất ra được mấy nghìn viên. Mà số đó lại phải chia cho cả đạo đình và đạo chủng chi địa. Quan Sơn đặt hơn 500 viên tạo hóa thần tinh ở một chỗ trong sơn động, chỉ chốc lát, cả sơn động đều ngập tràn linh khí nồng đậm, nếu như tu luyện ở nơi này, quả thật sẽ nhanh gấp mấy lần tu luyện ở bên ngoài. Giờ phút này, cuối cùng Diệp Huyên cũng hiểu tạo sao đạo chủng chi địa và đạo đình phải lại tranh đoạt vực thiên giới rồi. Cường giả vô cùng quan trọng, nhưng thực chất, tạo hóa thần tinh mới là thứ quan trọng hơn cả. Bởi vì tạo hóa thần tinh có thể bồi dưỡng ra cường giả. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên nói, đám Phạm Thủy Thủy tới rồi. Đang ở ngay bên ngoài. Quan Sơn khẽ nói, tới nhanh thật đấy. Dứt lời, hắn ta nhìn mọi người một lượt, chúng ta đều ra ngoài thôi, chỉ để lại một người ở đây, bởi vì nếu tất cả chúng ta đều ở lại thì chắc chắn Diệp Huyên sẽ không xuất hiện. Thế nên, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, Huyền huynh, huynh ở lại đây trấn giữ số thần tinh này. Một khi Diệp Huyên xuất hiện, huynh lập tức báo ngay cho chúng ta biết, còn nếu hắn không xuất hiện thì huynh thu số thần tinh này lại. Lúc này, Hy Nhược đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đột ngột cất lời, hay là vậy đi, để Hy Nhược cô nương cùng ở lại đây với ta. Diệp Huyên kia có thực lực mạnh như thế. Ất cũng không tự tin sẽ đối phó được với hắn nếu như chỉ có một mình. Còn nếu Hy Nhược cô nương cũng ở lại,
cho dù Diệp Huyên xuất hiện thì hắn ta cũng không thể nào giết chết được cả ta lẫn Hy Nhược cô nương trong thoáng chốc được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan Sơn ngẫm nghĩ, gật đầu, cũng được, vậy hai người nhớ cẩn thận. Nếu ta không gặp Diệp Huyên ở ngoài kia thì sẽ lập tức thông báo cho hai người. Hai người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Còn nếu ta phát hiện được Diệp Huyên thì cũng sẽ thông báo cho hai người, đến lúc đó, hai người hãy thu số thần tinh kia lại. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Chỉ trong chốc lát, đám người Quan Sơn đều lui hết ra ngoài. Trong sơn động chỉ còn lại Diệp Huyên, Hy Nhược và một đống thần tinh đang tỏa ra linh khí nồng đậm. Lúc này, Hy Nhược đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên chằm chằm, Huyên huynh, tại sao huynh lại phải đeo mặt nạ vậy? Diệp Huyên ngầm nghĩ, sau đó nói, vì đẹp trai quá ấy mà, ta sợ nếu như các cô gái mà gặp ta sẽ yêu đến chết mê chết mệt. Hy Nhược. Trong sơn động, Hy Nhược lộ ra vẻ mặt có phần kỳ lạ. Quá đẹp trai ư. Hy Nhược liếc Diệp Huyên bằng ánh mắt dò xét, cười nói, Huyền huynh, huynh nói thử xem, liệu Diệp Huyên kia sẽ xuất hiện chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không biết nữa. Có điều, chắc hẳn hắn ta sẽ không từ chối mấy trăm viên tạo hóa thần tinh này đâu. Hy Nhược gật đầu, đúng vậy. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn về phía ngoài động, Huyền huynh, ta ra ngoài xem thử, huynh ở lại đây trông chừng. Diệp Huyên đột nhiên nói, nhiều thần tinh thế này, ta có phần lo lắng khi chỉ có mỗi mình trông. Hy Nhược cười nói, Huyền huynh yên tâm, nếu như Diệp Huyên kia xuất hiện thì huynh hãy lập tức báo cho chúng ta biết, chỉ trong vòng hai nhịp thở, ta có thể xuất hiện ngay. Dứt lời, nàng ta liền đi về phía ngoài sơn động. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chỉ thẳng vào giữa trán nàng ta. Diệp Huyên đã xuất chiêu. Hy Nhược khẽ nhắm mắt lại. Diệp Huyên cười nói, Hy Nhược cô nương đã nhận ra ta từ bao giờ? Hy Nhược mở mắt, nhìn Diệp Huyên ở trước mặt mình, từ câu nói vừa nãy của ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, câu nào? Hy Nhược đáp, quá đẹp trai, sợ các cô gái nhìn thấy thì sẽ yêu đến chết mê chết mệt. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, tại sao? Hy Nhược nhìn Diệp Huyên, theo những gì ta điều tra được, Diệp Huyên là một kẻ da mặt cực dày, mà câu nói vừa nãy của ngươi chắc chắn phải do một kẻ da mặt siêu dày nói ra, hơn nữa ngươi còn đeo mặt nạ, thế nên lúc đấy ta mới nghĩ, có khi nào ngươi chính là Diệp Huyên hay không? Tất nhiên, ta không dám khẳng định hoàn toàn, thế nên mới muốn ra ngoài tìm đám Quan Sơn. Nhưng giờ xem ra ta không hề đoán sai. Diệp Huyên cười nói, cô nương thật thông minh, vậy để ta đoán thử coi. Sở dĩ cô nương không cầu cứu là vì cô cảm thấy ta có khả năng giết chết cô trong nháy mắt, đúng chứ? Hy Nhược trầm giọng, Diệp Huyên, ngươi không giết người phụ nữ đâu, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Vẻ mặt Hy Nhược thoáng thả lỏng, song đúng lúc này, kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên lập tức đâm thẳng vào giữa trán nàng ta. Trong chớp mắt, kiếm chấn hồn đã hấp thu linh hồn của Hy Nhược. Cả linh hồn lẫn thể xác đều bị tiêu diệt. Hai mắt Hy Nhược trợn trừng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Diệp Huyên mỉm cười, ta chỉ không giết người phụ nữ của mình, còn những người phụ nữ khác, ta vẫn giết. Dứt lời, hắn liền thu kiếm chấn hồn về. Diệp Huyên quay người nhìn về phía đống tạo hóa thần tinh, khẽ cô tay phải một cái, tất cả tạo hóa thần tinh đều bị hắn thu vào. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía. Nói khẽ, mình nên giải quyết hậu quả thế nào đây nhỉ? Bên ngoài mỏ quặng. Lúc này, đám người của đạo chủng chi địa và Quan Sơn của đạo đình đang gườm gườm đối chọi. Đột nhiên xuất hiện hơn 500 viên tạo hóa thần tinh, tất nhiên đạo chủng chi địa sẽ không dễ dàng buông tha cho miếng thịt béo bở này rồi. Lần này, đạo chủng chi địa có tới hơn 100 người đến đây. Dẫn đầu chính là Phạm Thủy Thủy. Giữa không trung, Phạm Thủy Thủy nhìn Quan Sơn, cười nói, Quan Sơn, nghe nói chỗ các người đột nhiên xuất hiện hơn 500 viên tạo hóa thần tinh. Thế nào, có thể cho chúng ta xem thử được không? Người yên tâm, ta chỉ xem thôi, chắc chắn không cướp. Quan Sơn liếc đám người sau lưng Phạm Thủy Thủy, lông mày nhăn tít lại. Không có Diệp Huyên sao? Lúc này, Phạm Thủy Thủy đột nhiên nói, sao thế?
Ngươi đang tìm Diệp Huyên à? Quan Sơn nhìn Phạm Thủy Thủy, ngươi biết tung tích của Diệp Huyên sao? Phạm Thủy Thủy cười ha hả, đúng thế. Ngươi muốn biết tung tích của hắn à? Quan Sơn nhìn Phạm Thủy Thủy, điều kiện gì? Phạm Thủy Thủy nhìn chằm chằm Quan Sơn, 500 viên tạo hóa thần tinh, chỉ cần ngươi đưa ta chừng đó, ta chẳng những nói cho ngươi tung tích của Diệp Huyên, mà còn có thể cam đoan sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và Diệp Huyên. Quan Sơn híp mắt, thật chứ? Phạm Thủy Thủy cười đáp, tất nhiên, chỉ cần ngươi bằng lòng đưa ta 500 thần tinh, Phạm Thủy Thủy ta và mọi người thuộc đạo chủng chi địa tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và Diệp Huyên. Quan Sơn đang muốn nói gì, thì đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ trong mỏ quặng, Phạm Huynh, thành công rồi. Sau khi giọng nói đó vang lên, một luồng kiếm quang đột nhiên từ trong mỏ quặng phóng thẳng lên trời, sau đó biến mất trong chớp mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám Quan Sơn lập tức biến đổi hoàn toàn, ngay sau đó, cả đám lao thẳng về phía sơn động kia. Giữa sân, Phạm Thủy Thủy nhìn theo luồng kiếm quang bay vút lên trời, sắc mặt vô cùng âm trầm, gã nhổ một bãi nước bọt, mợ nó, dám tính kế cả ông đây, ngươi quả nhiên chán sống thật rồi. Lúc nhóm Quan Sơn tiến vào sơn động thì cả đám đều sững sờ. Trong sơn động lúc này, Hy Nhược lẳng lặng nằm ở một góc, giữa trán có một lỗ máu do kiếm đâm, linh hồn nàng ta đã biến mất. Về phần Diệp Huyên, mặc dù hắn thoát chết nhưng coi bộ cũng rất thê thảm, lúc này, hắn đang ngồi tựa vào một vách đá, khắp người có tới hơn chục vết chém, nhất là mấy vết chém ở trước ngực, sâu đến mức có thể thấy rõ cả xương trắng bên trong, trông vô cùng đáng sợ. Dường như nghĩ tới điều gì, Quan Sơn lập tức nhìn về nơi đặt thần tinh lúc trước, giờ phút này, đống thần tinh đó đã biến mất. Thấy vậy, sắc mặt của cả đám Quan Sơn đều lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Diệp Huyên đến rồi. Không chỉ giết chết Hy Nhược trong giây lát, mà còn làm Dương Huyền bị thương nặng, đồng thời mang hết số tạo hóa thần tinh kia đi. Quan Sơn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Huyền Huynh, vì sao Huynh không thông báo cho chúng ta? Diệp Huyên lắc đầu, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đám người. Diệp Huyên lau khóe miệng đầy máu tươi, sau đó nói, không kịp báo. Sau khi hắn xuất hiện liền chém ra một kiếm, chiêu kiếm kia. Nói tới đây, giọng hắn khẽ run, chiêu kiếm kia hệt như sấm chớp đùng đoàng, chưa thấy người đâu mà kiếm đã vút tới trước mặt, Hy Nhược cô nương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm thẳng vào giữa trán. Ta sống bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy chiêu kiếm nào đáng sợ tới vậy, thực sự quá khủng khiếp. Diệp Huyên kia không phải là người, hắn là thần, hắn chính là thần kiếm. Nghe thấy vậy, đám người có mặt đều liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt của Quan Sơn cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn ta biết rõ thực lực của Hy Nhược, tuy không phải rất mạnh nhưng nàng ta cũng không hề yếu ớt. Chỉ một kiếm đã đâm chết Hy Nhược, hắn tự hỏi lòng mình. Liệu hắn có thể làm được điều đó sao? Câu trả lời là rất khó. Có lẽ Quan Sơn hắn có thể giết được Hy Nhược, thế nhưng tuyệt đối không thể kết liễu chỉ trong một chiêu. Dường như nghĩ tới chuyện gì, Quan Sơn liền nhìn về phía Diệp Huyên, hắn ta đang muốn cất lời thì Diệp Huyên lại phun ra thêm mấy búng máu nữa. Thấy vậy, Quan Sơn thoáng do dự, sau đó bảo, Huyền Huynh, Huynh đi chữa thương trước đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó hắn tựa người lên vách động, khẽ nhắm hai mắt. Quan Sơn đột nhiên gằn giọng, Phạm Thủy Thủy. Dứt lời, hắn ta lập tức xoay người ra ngoài. Đám người có mặt cũng theo gót hắn. Bên ngoài sơn động, Quan Sơn nhìn Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy, mưu kế được lắm. Không chỉ lấy được tinh thạch, mà còn giết người, đúng là một hòn đá ném trúng hai con chim. Phạm Thủy Thủy trầm giọng, Quan Sơn. Chúng ta và Diệp Huyên không hề có bất cứ quan hệ nào. Quan Sơn gằn giọng, không có quan hệ, ngươi đang đùa đấy à? Phạm Thủy Thủy nhíu mày, Quan Sơn, ngươi đừng để Diệp Huyên lợi dụng, rõ ràng hắn muốn khiến chúng ta nảy sinh xung đột. Quan Sơn đột nhiên tức giận gầm lên, Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyên có phải người của đạo chủng chi địa các ngươi không? Phạm Thủy Thủy nghẹn lời. Diệp Huyên hiện giờ quả đúng là có thể coi như người của đạo chủng chi địa, thế nhưng bọn họ không hề coi Diệp Huyên như người một nhà, vì suy cho cùng, Diệp Huyên cũng tới từ vũ trụ ngũ duy,
không cùng một phe nhóm với bọn họ. Lúc này, Quan Sơn đột nhiên cất lời, Phạm Thủy Thủy, lâu lắm rồi chúng ta chưa cọ sát với nhau. Chỉ bằng bây giờ từ từ cọ sát thử xem. Dứt lời, hắn ta xông thẳng tới chỗ Phạm Thủy Thủy. Đám cường giả đạo đình sau lưng hắn ta cũng đồng loạt xông lên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Phạm Thủy Thủy lập tức trở nên vô cùng khó coi, Diệp Huyên. Gã biết rõ rằng bảo họ đã bị lọt vào bẫy của tên Diệp Huyên kia rồi. Diệp Huyên không chỉ cướp đi số tạo hóa thần tinh mà còn giá họa cho đạo chủng chi địa bọn họ. Đệt mợ, quả bất nhân. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Phạm Thủy Thủy cũng lập tức xông ra ngoài. Lúc này, hắn chỉ có duy nhất lựa chọn đánh nhau mà thôi. Trong lúc hai bên đang đại chiến, Diệp Huyên ở trong sơn động vẫn tiếp tục trị thương. Tốc độ khôi phục của vết thương trên người hắn không quá nhanh, kể từ lúc bị Hy Nhược phát hiện, hắn liền hiểu rõ một điều, làm việc gì cũng cần phải thận trọng một chút mới được. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng Diệp Huyên liền khẽ cong lên. 500 viên tạo hóa thần tinh. Có 500 viên thần tinh này trong tay, thì vũ trụ ngũ duy có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả siêu cấp hơn nữa rồi. Đặc biệt là mấy người A-La và An Lan Tú, hẳn là các nàng có thể nhẹ nhõm đạt tới chứng đạo cảnh, không những vậy, vũ trụ ngũ duy sẽ ngày càng có nhiều cường giả cấp bậc chứng đạo. Lại nghĩ tới chuyện gì khác, Diệp Huyên bỗng lắc đầu cười khổ, Niệm Tỷ ngốc nghếch. Muốn dùng sức của một người bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Tuy Mộ Niệm Niệm giữ được vũ trụ ngũ duy, thế nhưng, nếu muốn dùng sức của một người để bảo vệ cả vũ trụ đích thực là quá ngốc nghếch. Vũ trụ ngũ duy là của tất cả mọi người, nếu những sinh linh sống tại ngũ duy không quý trọng nó, vậy thì bất kể để ai bảo vệ cũng đều vô dụng thôi. Diệp Huyên hắn sẽ không một mình bảo vệ vũ trụ ngũ duy đâu. Bởi vì hắn biết rõ, sức mạnh cá nhân suy cho cùng cũng chỉ có hạn. Chỉ khi tất cả cường giả của vũ trụ ngũ duy đoàn kết với nhau, đồng lòng bảo vệ nó, thì vũ trụ ngũ duy mới có thể trường tồn. Mà điều Diệp Huyên hắn cần làm chính là bồi dưỡng ra thật nhiều cường giả, tất nhiên hắn cũng hiểu rõ một điều, phần đông cường giả của vũ trụ ngũ duy hiện giờ đều chỉ đoàn kết khi có thể đạt được lợi ích, chứ thật sự chẳng có mấy ai quan tâm thật lòng đến vũ trụ ngũ duy cả. Nhưng chẳng sao hết, Diệp Huyên hắn có thể từ từ bồi dưỡng đời tiếp theo của ngũ duy, nếu đã không thể thay đổi lối nghĩ của người đời này, vậy thì hãy thay đổi cách nghĩ của đời tiếp theo thôi. Có thể nói, Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc đối với tương lai của vũ trụ ngũ duy. Hắn sẽ luôn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, cho tới ngày bản thân lìa đời. Đây là lời hứa hẹn của hắn với Niệm Tỷ. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên cất lời, tiếp theo ngươi có dự tính gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó thoáng liếc ra ngoài, rồi mới đáp, Quan Sơn không phải kẻ ngu ngốc, đợi lát nữa bình tĩnh lại chắc chắn sẽ nghĩ tới một vấn đề, đó chính là tại sao ta lại không chết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng hỏi, vậy ngươi sẽ ứng phó thế nào? Diệp Huyên đáp khẽ, ta sẽ không cho gã cơ hội nghĩ tới vấn đề này. Chỉ cần vết thương của ta không bình phục trong thời gian ngắn, vậy gã ắt sẽ vô thức bỏ qua vấn đề này. Có điều, bây giờ có một chuyện tương đối khó giải quyết chính là, Hy Nhược chết rồi sẽ khiến bọn chúng cảnh giác với ta hơn, lúc này, bọn chúng sẽ càng đoàn kết với nhau. Không chỉ bọn chúng mà đạo chủng chi địa cũng thế, hơn nữa, chỉ e đạo chủng chi địa đã hận ta tới tận xương thủy. Diệp Chi Mệnh hỏi, vậy ngươi chuẩn bị phản kích thế nào? Diệp Huyên khẽ mắt hai mắt, để ta nghĩ kỹ hơn đã. Diệp Chi Mệnh, bên ngoài mỏ quặng, đám người Quan Sơn và Phạm Thủy Thủy vẫn đang chiến đấu ác liệt. Không thể không nói, loại chiến đấu ác liệt thế này rất hiếm khi xảy ra. Bình thường, gần như ngày nào hai bên cũng có xung đột, nhưng đều là xung đột quy mô nhỏ, về cơ bản rất ít xảy ra tình huống toàn quân hai bên ra trận thế này. Trận chiến này, đánh đến hơn một canh giờ. Hai bên không hẹn mà cùng dừng lại, bởi vì hai bên đều đã chết hơn 20 người, tiếp tục đánh nữa, vậy sẽ là đồng quy vô tận. Phía chân trời, Phạm Thủy Thủy nhìn chằm chằm Quan Sơn, tên ngu si nhà ngươi, ngươi bị Diệp Huyên lợi dụng rồi. Lợi dụng. Quan Sơn nở nụ cười châm chọc, Phạm Thủy Thủy, ngươi chặn ta ở bên ngoài, sau đó để Diệp Huyên đi lấy tạo hóa thần tinh, không thể không nói, các ngươi phối hợp rất tốt.
Rất tốt. Phạm Thủy Thủy im lặng. Bây giờ gã thật sự hết đường chối cãi. Diệp Huyên là người của đạo chủng chi địa sao? Dưới cái nhìn của đạo đình, Diệp Huyên chính là người của đạo chủng chi địa, bởi vì là La Hầu đưa Diệp Huyên đến. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyên cũng không phải là người của đạo chủng chi địa. Bọn họ chưa từng công nhận Diệp Huyên. Mà lúc trước là gã muốn lợi dụng Diệp Huyên bắt chẹt Quan Sơn, nhưng không ngờ Diệp Huyên này lại thật sự xuất hiện, hơn nữa còn giết chết một vị cao thủ đạo đình, đồng thời giá họa cho gã. Không chỉ không kiếm được lợi ích, trái lại còn chọc phải phiền phức lớn. Phạm Thủy Thủy càng nghĩ càng giận. Dường như nghĩ đến điều gì, Phạm Thủy Thủy nhìn Quan Sơn, cười lạnh lùng, Quan Sơn, theo như ta biết, Diệp Huyên hận đạo đình ngươi thấu xương, các ngươi phải cẩn thận đấy, ha ha. Nói xong, gã dẫn người rời đi. Nơi đây, sắc mặt đám người Quan Sơn cực kỳ khó coi. Đạo chủng thành, bên trong đại điện chỉ có hai người, chính là A Khổ Vương và La Hầu. A Khổ Vương khẽ nói, Phạm Thủy Thủy nói Diệp Huyên gài bẫy bọn họ. La Hầu mặt không cảm xúc, chẳng lẽ gã không tính toán lại sao? A Khổ Vương nhìn La Hầu, người định làm như thế nào? La Hầu khẽ nói, Diệp Huyên là một viên đá mài đao, là đá mài đao của những thiên tài đạo đình, cũng là đá mài đao của những thiên tài đạo chủng chi địa ta. Người truyền lệnh cho Phạm Thủy Thủy, nói chúng ta không quản chuyện của Diệp Huyên, gã muốn làm sao thì làm. A Khổ Vương hơi lo lắng, chuyện này. La Hầu nhìn A Khổ Vương, người biết lần đầu tiên ta gặp Diệp Huyên có suy nghĩ như thế nào không? A Khổ Vương nói, người nói thẳng ra đi. La Hầu đứng dậy đi đến cửa đại điện, nhìn về phía chân trời, khẽ nói, đầu tiên nói về thực lực người này, tuổi tác nhỏ như vậy mà kiếm đạo đã đạt đến cấp độ của biến, hơn nữa còn nắm giữ bốn loại vực, điều này đáng sợ cỡ nào. Quan trọng nhất chính là người này dám đánh dám liều, máu liều trong người hắn khiến ta nhớ đến một người. A Khổ Vương nhíu mày, Vô Thiên. La Hầu gật đầu. Trong mắt gã lóe ra vẻ phức tạp, máu liều trên người hắn rất giống Vô Thiên. A Khổ Vương im lặng. Vô Thiên là một trong bốn vương của đạo chủng chi địa, mà đối với Vô Thiên này, đừng nói đến La Hầu, ngay cả thượng chủ cũng rất đau đầu. Bởi vì ông ta thật sự vô pháp Vô Thiên. Lúc này, La Hầu lại nói, ở thời buổi loạn lạc này, không có chút máu liều thì không sống nổi. Nhưng người này không chỉ có liều. Mà còn có sát phạt quyết đoán. Chỗ đáng sợ nhất là trí thông minh của hắn. Hắn thạo việc mượn cơ hội, xử sự khôn khéo, không hề bảo thủ. Điểm này, Vô Thiên không bằng hắn. A Khổ Vương trầm giọng nói, đám người Phạm Thủy Thủy có thể đối phó được hắn không? La Hầu khẽ nói, Phạm Thủy Thủy có hai lựa chọn. Thứ nhất là kết bạn với Diệp Huyên, trở thành bạn bè với Diệp Huyên. Như vậy có thể khiến chiến trường luyện ngục hoàn toàn trở thành địa bàn của đạo chủng chi địa ta. Lựa chọn thứ hai là mặc kệ tất cả, mặc cho Diệp Huyên và đám người Quan Sơn đấu nhau, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi, như vậy chiến trường luyện ngục vẫn sẽ trở thành địa bàn của đạo chủng chi địa ta. A Khổ Vương khẽ nói, vẫn còn lựa chọn thứ ba. Đó là đối địch với Diệp Huyên. La Hầu gật đầu, mặc dù Diệp Huyên đã thành thân với thần nữ, nhưng đạo chủng chi địa ta vẫn chưa coi hắn là người một nhà, đặc biệt là đám người Phạm Thủy Thủy. Bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận Diệp Huyên như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyên chính là người ngoài, hơn nữa còn là người ngoài có thể uy hiếp đến địa vị của gã. A Khổ Vương khẽ thở dài. Sự tồn tại của Diệp Huyên chắc chắn sẽ khiến Phạm Thủy Thủy cảm nhận thấy nguy cơ, bởi vì gã sợ Diệp Huyên sẽ thay thế địa vị của gã. Phải biết rằng, đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của đạo chủng chi địa hiện giờ chính là Phạm Thủy Thủy gã. Nhưng sau khi Diệp Huyên đến đây, địa vị này đã hơi chênh vênh. A Khổ Vương nói, nếu gã thật sự nghĩ như vậy. La Hầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, xem bản thân gã lựa chọn như thế nào. A Khổ Vương trầm giọng nói, người có từng nghĩ đến Diệp Huyên của sau này không? Thật ra, ông ta hơi lo lắng. Bây giờ Diệp Huyên vẫn không cách nào uy hiếp bọn họ, nhưng về sau thì không chắc chắn. Diệp Huyên này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà trí thông minh cũng cao đến đáng sợ. La Hầu cười nói, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng ngươi đã từng nghĩ đến chưa,
Diệp Huyên càng mạnh thì ai sẽ là người lo lắng nhất? A Khổ Vương nói, Đạo Đình. La Hầu gật đầu, Đạo Đình sẽ còn lo lắng hơn chúng ta. Mài giũa Diệp Huyên trở thành một thanh kiếm sắc bén đối phó với Đạo Đình, không có gì không tốt. Chiến trường luyện ngục. Đám người Quan Sơn trở về Sơn Động, lúc này vết thương của Diệp Huyên mới khôi phục 2-3 phần. Sắc mặt đám người Quan Sơn đều rất khó coi, lần này không chỉ tổn thất hơn 20 người, mà còn tổn thất hơn 500 miếng tạo hóa thần tinh. Mẹ nó lỗ quá. Dường như nghĩ đến điều gì, Quan Sơn nhìn Diệp Huyên, Huyền huynh, ngươi từng đánh với Diệp Huyên, kiếm của hắn thật sự đáng sợ đến vậy sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng nói, bây giờ nghĩ lại, ta phát hiện một chuyện, đó chính là Diệp Huyên đánh lén, nếu không phải đánh lén, thì Nhược cô nương tuyệt đối không thể bị một kiếm chém chết như vậy, mà ta cũng không bị thương nặng đến vậy. Quan Sơn nheo mắt, đánh lén. Diệp Huyên gật đầu, hắn núp ở trong sơn động, mà lúc đó ta và Hy Nhược cô nương đều không có bất kỳ đề phòng nào, cho nên. Quan Sơn chậm rãi khép mắt lại. Nếu như là nhân lúc người ta không phòng bị đánh lén, đổi lại là gã thì cũng có thể giết chết Hy Nhược trong nháy mắt. Dù sao cũng là đánh lén. Nghĩ vậy, trong lòng Quan Sơn lập tức dễ chịu hơn nhiều. Phải biết. Nếu như Diệp Huyên thật sự dùng một kiếm chém chết Hy Nhược trong chiến đấu chính diện, vậy thì thực lực quả thật quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, xem ra, đạo chủng chi địa đã liên thủ với Diệp Huyên rồi, bây giờ tình cảnh của chúng ta thật sự không tốt. Nghe vậy, sắc mặt đám người Quan Sơn đều nghiêm nghị hẳn lên. Diệp Huyên này gia nhập đạo chủng chi địa, há chẳng phải như hổ thêm cánh. Trong sơn động. Mọi người chìm vào im lặng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngồi dậy, hắn gằn giọng nói, các vị, chắc chắn đạo chủng chi địa và Diệp Huyên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta dứt khoát liều mạng với bọn họ. Nghe vậy, mọi người trong đây đều nhìn về phía Diệp Huyên. Quan Sơn trầm giọng nói, liều mạng. Diệp Huyên gật đầu, Quan Sơn huynh, người nghĩ thử xem, bây giờ đạo chủng chi địa có Diệp Huyên gia nhập, người nói đi. Bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sẽ không, chắc chắn đạo chủng chi địa sẽ hợp sức với Diệp Huyên tiêu diệt hết chúng ta, sau đó độc hưởng toàn bộ mỏ quặng. Nếu như ta đoán không sai, chắc chắn bây giờ đám người Phạm Thủy Thủy đang bàn bạc xem tiêu diệt chúng ta như thế nào. Sắc mặt Quan Sơn hơi khó coi. Lúc này, đột nhiên một người đàn ông nói, Huyền huynh, vậy theo ý của ngươi thì chúng ta nên liều với bọn họ như thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, dù sao bọn họ cũng không bỏ qua cho chúng ta, nếu đã như vậy, vì sao chúng ta không ra tay trước để chiếm lợi thế? Quan Sơn im lặng, liều mạng. Mặc dù đạo đình và đạo chủng chi địa vẫn luôn đấu đá, nhưng rất hiếm khi liều mạng. Mục đích chủ yếu mọi người đến đây là rèn luyện và lấy tạo hóa thần tinh, liều mạng. Mặc dù cũng sẽ đánh hết mình, nhưng lại hiếm khi đánh đến chết. Có thể nói, bây giờ chiến trường luyện ngục đã không còn giống với ngày xưa, bây giờ chiến trường luyện ngục hài hòa hơn trước rồi. Trước kia chiến trường luyện ngục là liều mạng thật sự, mà bây giờ, hai bên rất ăn ý, mỏ quặng. Các ngươi một nửa, bọn ta một nửa, mọi người cùng phát triển trong hòa bình. Vì vậy, khi Diệp Huyên nhắc đến liều mạng, Quan Sơn do dự. Nhìn thấy Quan Sơn do dự, Diệp Huyên lại nói, chúng ta không ra tay. Bọn họ cũng sẽ ra tay. Quan Sơn chậm rãi siết chặt hai tay lại. Lúc này, Diệp Huyên tiếp tục nói, chúng ta có thể làm thế này, ép Phạm Thủy Thủy giao Diệp Huyên ra, bởi vì Diệp Huyên giết chết Hy Nhược cô nương của chúng ta, nếu Phạm Thủy Thủy đồng ý mặc kệ chuyện này, vậy chúng ta chỉ nhằm vào Diệp Huyên là được rồi. Quan Sơn nhìn về phía Diệp Huyên, nếu như gã nhất định muốn xía vào thì sao? Diệp Huyên chợt tức giận nói. Diệp Huyên giết người của chúng ta, cướp tạo hóa thần tinh của chúng ta. Chẳng lẽ chỉ bởi vì Phạm Thủy Thủy muốn xía vào mà chúng ta sợ sao? Quan Sơn huynh, người nghĩ kỹ lại đi, cho dù chúng ta sợ, Diệp Huyên và Phạm Thủy Thủy sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không, bọn họ sẽ không, bọn họ sẽ chỉ phản kích điên cuồng hơn. Bây giờ chúng ta không ra tay, vậy sẽ mất đi lợi thế, chờ đến khi bọn họ ra tay, chúng ta sẽ rất bị động. Quan Sơn im lặng.
Diệp Huyên lại nói, Quan Sơn huynh, các ngươi cũng biết, Diệp Huyên này vô cùng âm hiểm, nếu hắn cứ trốn trong bóng tối giở trò, chúng ta khó lòng phòng bị. Nếu đã như vậy, không bằng dứt khoát liều mạng với bọn họ. Ta cũng không tin đạo chủng chi địa sẽ bảo vệ Diệp Huyên đến chết, mà cho dù có bảo vệ đến chết cũng không sao, giao đấu chính diện, chúng ta cũng có phần thắng. Nếu như cứ tiếp tục bị động như vậy, chúng ta sẽ rất gay gâu. Một người đàn ông trong này đột nhiên nói ra, Huyền huynh nói chí phải, nếu chúng ta không chủ động ra tay thì sẽ luôn ở thế bị động, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Đã như vậy, không bằng liều mạng với bọn họ. Nếu như Phạm Thủy Thủy mặc kệ Diệp Huyên, vậy chúng ta chỉ nhằm vào Diệp Huyên, nếu gã nhất định muốn xía vào, mẹ nó, vậy thì liều mạng với bọn họ. Lại một người đàn ông nói, đúng, không thể cứ bị động như vậy, dứt khoát liều mạng với bọn họ đi. Rất nhanh, mọi người ở đây đều nhìn về phía Quan Sơn. Quan Sơn im lặng một lát rồi nói, được, vậy thì liều mạng với bọn họ. Đi. Nói xong, gã dẫn mọi người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên cũng đứng dậy, Quan Sơn nhìn Diệp Huyên, Huyền huynh, người cũng muốn đi sao? Diệp Huyên gằn giọng nói, lúc này sao có thể thiếu ta chứ? Ta muốn cùng sống chết với các vị, Diệp mỗ. Nói đến đây, Diệp Huyên im bặt lại. Mẹ nó, diễn quá nhập tâm, suýt thì nói ra tên thật rồi. Ngay sau đó, mọi người đi tìm Phạm Thủy Thủy. Giết Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng ở trong đám người, hắn vẫn đang âm thầm quan sát Quan Sơn, từ sau khi rời khỏi sơn động, sắc mặt Quan Sơn rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trước giờ Diệp Huyên chưa từng cảm thấy mình rất thông minh, có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Chuyện bị Hy Nhược nhìn thấu trước đó khiến hắn làm việc càng thêm cẩn thận. Mà mặc dù Quan Sơn này ít nói, nhưng chắc chắn không phải kẻ ngu. Nếu như đối phương là kẻ ngu, căn bản không thể sống sót ở đây lâu như vậy, nhưng mà vẫn may, Hy Nhược biết rõ Diệp Huyên hắn nhất chết rồi, nếu như Quan Sơn từng điều tra về hắn như Hy Nhược kia, e rằng bây giờ hắn đã bại lộ rồi. Chỉ thoáng chốc, mọi người đã đi vào trong một sơn cốc này chính là căn cứ của đám người Phạm Thủy Thủy. Đám người Quan Sơn vừa đến, Phạm Thủy Thủy kia lập tức dẫn theo thiên tài của đạo chủng chi địa xuất hiện trước mặt hắn ta. Phạm Thủy Thủy lạnh lùng nói, Quan Sơn, ngươi thật sự ngu như vậy sao? Quan Sơn nhìn Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyên đâu? Phạm Thủy Thủy tức giận nói, ông đây không biết. Quan Sơn nhíu mày, ngươi không biết. Phạm Thủy Thủy trầm giọng nói, Quan Sơn, mặc dù Diệp Huyên kia đến luyện ngục chi địa rồi, nhưng cũng không đến nơi này của bọn ta. Mà trước đó ta nói tung tích của Diệp Huyên cho người biết cũng chỉ là muốn bắt chẹt ngươi một khoản, còn bây giờ Diệp Huyên kia đang ở nơi nào, ta thật sự không biết. Quan Sơn im lặng. Phạm Thủy Thủy lại nói, nếu như các ngươi tìm được hắn, ta có thể cam đoan với ngươi, đạo chủng chi địa ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Quan Sơn khẽ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phạm Thủy Thủy lại nói, Quan Sơn, con người Diệp Huyên cực kỳ xảo trá, người này từng giết người, cướp thần tinh, còn muốn giá họa cho đạo chủng chi địa ta. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là muốn hai bên chúng ta chém giết lẫn nhau. Người nghĩ lại đi, nếu hai bên chúng ta liều mạng, đến lúc đó hắn xuất hiện. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa chợt đứng dậy, Phạm Thủy Thủy, người đang kể chuyện cười à? Phạm Thủy Thủy nhìn về phía Diệp Huyên, làm sao? Diệp Huyên cười lạnh, Phạm Thủy Thủy, Diệp Huyên có phải người của đạo chủng chi địa ngươi hay không? Phạm Thủy Thủy nhìn Diệp Huyên, người muốn nói cái gì? Diệp Huyên cười nói, mục đích của Diệp Huyên là gì? Là tiêu diệt đạo đình ta, mà mục đích của đạo chủng chi địa ngươi là gì? Còn không phải cũng là tiêu diệt đạo đình ta sao? Vì sao Diệp Huyên có thể đến nơi này? Lời bởi vì đạo chủng chi địa đưa hắn đến. Nếu ta đoán không nhầm, đạo chủng chi địa các ngươi phái hắn đến là để tiêu diệt bọn ta, độc chiếm mỏ quặng của chiến trường luyện ngục này. Nghe vậy, Quan Sơn chợt mở to hai mắt nhìn về phía Phạm Thủy Thủy. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, trước khi Diệp Huyên chưa đến, hai bên chúng ta ai cũng không làm gì được ai, nhưng Diệp Huyên đến rồi. Ta dám chắc, trước đó các ngươi đang bàn bạc xem tiêu diệt bọn ta, độc chiếm toàn bộ chiến trường luyện ngục như thế nào. Nghe thấy lời của Diệp Huyên,
Mọi người ở đây thi nhau nhìn về phía Phạm Thủy Thủy, vẻ mặt không tốt. Sắc mặt Phạm Thủy Thủy hơi âm trầm, ta nói. Ta căn bản chưa từng gặp Diệp Huyên. Diệp Huyên cười lạnh, Phạm Thủy Thủy, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Hôm nay, hoặc là ngươi giao Diệp Huyên ra, hoặc là chúng ta đánh đến không chết không ngừng. Trong mắt Phạm Thủy Thủy lóe vẻ âm u, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ Phạm Thủy Thủy, tổ cha nhà ngươi. Mọi người. Phạm Thủy Thủy lập tức nổi giận, gã tung ra một đấm. Nơi xa, sắc mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi, lập tức giơ hai tay ngăn chặn. Quỳnh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyên đã bay thẳng ra ngoài trăm trượng, sau đó nặng nề đập vào một tảng đá lớn. Ầm. Tảng đá lớn kia lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên ngã xuống mặt đất vừa định bò dậy, nhưng trong miệng lại phun ra đầy máu tươi, sau đó hắn trực tiếp ngã vào trong đống đá vụn kia, cơ thể run rẩy một trận rồi hoàn toàn im lặng. Không rõ sống chết. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Thủy Thủy nhăn mày lại, mẹ nó, mình đâu có dùng nhiều sức. Tên này yếu như vậy sao? Mà lúc này, toàn bộ thiên tài đạo đình ở đây đều nổi giận. Mẹ nó. Khinh người quá đáng lắm rồi. Còn không đợi Quan Sơn ra lệnh, những thiên tài đạo đình ở đây đã xông thẳng về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Thủy Thủy cau mày, lúc này gã cảm thấy chuyện hơi kỳ lạ, nhưng không có thời gian cho gã nghĩ nhiều, bởi vì những thiên tài của đạo đình đã xông đến rồi. Nhoáng cái, đại chiến bùng lên. Về phần Diệp Huyên, hắn vẫn đang nằm trong đống đá vụn, không ai để ý đến hắn. Trong đá vụn, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng chữa trị vết thương. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Chi Mệnh nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Diệp Huyên khẽ nói, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là đạo chủng chi địa và đạo đình đều không muốn thật sự đánh đến một mất một còn, bởi vì sức chiến đấu của hai bên bọn họ gần như ngang nhau, nếu hai bên liều mạng, sẽ chỉ khiến hai bên cùng thiệt hại. Vì vậy, cho dù là đạo đình hay đạo chủng chi địa, bọn họ đều sẽ không thật sự liều mạng, đặc biệt là đạo đình bây giờ, bọn họ coi ta là cái gai trong mắt, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để tiêu diệt ta. Mà sở dĩ bây giờ đạo chủng chi địa còn bảo vệ ta, đó là bởi vì bây giờ ta có tác dụng với bọn họ, nhưng nếu đạo đình đưa ra đủ lợi ích, đạo chủng chi địa sẽ không chút do dự từ bỏ ta. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải tập hợp đạo kinh, triệu hồi gia linh của đại đạo. Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Bây giờ ta chỉ có 5 quyển đạo kinh, muốn tập hợp tất cả đạo kinh, rất khó. Ta không thể gửi gắm hy vọng vào linh của đại đạo. Diệp Chi Mệnh nói, quả thật là vậy. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, để ta suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ hắn không thể đi sai dù chỉ một bước, đi sai một bước, vạn kiếp bất phục. Dường như nghĩ đến điều gì, trái tim Diệp Huyên không khỏi đau xót. Diệp Chi Mệnh cũng im lặng. Diệp Huyên của bây giờ khiến nàng ta cảm thấy hơi đáng sợ, đương nhiên, nhiều hơn chính là đau lòng. Diệp Huyên của bây giờ là đi một bước nhìn 10 bước, mà hắn lại không thể không làm vậy, cho dù là đạo đình hay đạo chủng chi địa, đều không phải là thứ mà Diệp Huyên hắn có thể chống lại. Muốn sống sót trong khe hẹp này, nhất định phải cẩn thận từng bước, không thể đi sai. Lúc này, chiến đấu giữa đám người Quan Sơn và Phạm Thủy Thủy đến lúc căng thẳng nhất, trong trận chiến, mỗi một phút đều có người chết. Chân trời, Phạm Thủy Thủy đang đánh với Quan Sơn đột nhiên gần giọng nói, Quan Sơn, đồ ngu nhà ngươi, bị Diệp Huyên lợi dụng rồi. Sắc mặt Quan Sơn hơi âm trầm, lúc này gã cũng cảm thấy chuyện hơi kỳ lạ, đánh đến bây giờ, vì sao Diệp Huyên kia chưa từng xuất hiện chứ? Dường như nghĩ đến cái gì? Quan Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về nơi Diệp Huyên rơi xuống trước đó, lúc này Diệp Huyên vẫn đang nằm trong đống đá vụn. Quan Sơn đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, gã đã đứng trước đống đá vụn kia, gã vung tay phải lên, trực tiếp biến đống đá vụn kia thành bột mịn, gã nhìn thấy Diệp Huyên đang hấp hối trên mặt đất, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó, một luồng kiếm quang xuất hiện trước mặt Quan Sơn. Đồng tử Quan Sơn bỗng nhiên co rụt lại. Gã vô thức giơ tay ngăn chặn. Xoẹt. Luồng kiếm quang trực tiếp chặt đứt tay phải, sau đó xuyên qua giữa lông mày hắn ta. Xoẹt.
máu tươi bắn tung tóe. Giây phút này, tất cả mọi người nơi đây đều giật nảy mình. Bao gồm cả Phạm Thủy Thủy. Tất cả mọi người ở đây đều dừng lại. Quan Sơn khó mà tin nổi nhìn Diệp Huyên, thật sự là ngươi. Diệp Huyên phủi bụi trên người, phát hiện từ khi nào. Quan Sơn nhìn Diệp Huyên, Phạm Thủy Thủy nói bọn ta chiến đấu với hắn ta, người được lợi lớn nhất chính là Diệp Huyên ngươi, mà từ đầu đến giờ, ngươi vẫn luôn tích cực châm ngòi chia rẽ bọn ta và Phạm Thủy Thủy, muốn hai bên bọn ta chiến đấu đến chết, vì vậy ta nghĩ đến ngươi. Hơn nữa, trong sơn động, Hy Nhược chết rồi, nhưng ngươi vẫn còn sống. Trước đó vấn đề này vẫn quanh quẩn trong đầu ta, nhưng lúc ấy thấy ngươi bị thương nặng, ta cũng không tiện hỏi, đương nhiên, đây đều là suy đoán của ta, trước khi ngươi ra tay, ta vẫn không dám chắc chắn là ngươi. Diệp Huyên nói, bây giờ chắc chắn rồi. Quan Sơn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chết trong tay ngươi như vậy, ta không phục. Diệp Huyên lắc đầu, ta không cần ngươi phục. Quan Sơn gần giọng nói, Diệp Huyên, vì sao ngươi không dám đường đường chính chính đánh một trận với ta mà lại dỡ những âm mưu quỷ kế thế này? Diệp Huyên khẽ vỗ vỗ bờ vai Quan Sơn, lão huynh à, ngay từ khi bắt đầu thì các ngươi đã không muốn đơn đấu với ta rồi, các ngươi muốn làm thế nào vây đánh ta đến chết mới thôi. Nói xong, kiếm chấn hồn khẽ rung lên, linh hồn của Quan Sơn bị hấp thụ hoàn toàn. Mà lúc này, những cao thủ đạo đình đều đang nhìn Diệp Huyên. Bây giờ đạo đình còn chưa đến 50 cao thủ, hơn nữa đa phần đều bị thương. Diệp Huyên nhìn về phía Phạm Thủy Thủy, Phạm Thủy Thủy gần giọng nói, Diệp Huyên, ngươi to gan lắm, vậy mà dám tính toán cả ta, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Phạm Thủy Thủy, nói thêm một câu, ta chém ngươi. Phạm Thủy Thủy nheo mắt lại, ngươi. Diệp Huyên lập tức biến mất. Nơi xa, sắc mặt Phạm Thủy Thủy thay đổi dữ dội. Gã lùi về sau một bước rồi tung ra một cú đấm này giống như lũ cuốn vỡ đê, lực đấm hủy thiên diệt địa cuồn cuộn tuôn ra, hủy diệt tất cả. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến rồi. Xoẹt! Trong mắt mọi người, sức mạnh to lớn kia lập tức bị chém vỡ, cùng lúc đó, Phạm Thủy Thủy cũng lùi về sau trăm trượng. Phạm Thủy Thủy vừa dừng lại, bốn loại vực đã bao phủ lấy hắn ta, ngay sau đó, kiếm quang xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Diệp Huyên ra tay quyết đoán, gần như không hề giữ lại. Trong mắt Phạm Thủy Thủy bỗng nhiên co rụt lại, gã vội vàng nói, mau ra tay. Những cao thủ đằng sau gã đang định ra tay. Lúc này, Diệp Huyên chợt thét lên, ta phụng mệnh La Hầu giết Phạm Thủy Thủy, ai trong các ngươi dám ra tay? Phụng mệnh La Hầu. Những thiên tài đạo chủng chi địa ở đây đều bối rối. Cái quái gì vậy? Mà trong lúc mọi người sững sờ, Diệp Huyên đã đến trước mặt Phạm Thủy Thủy, một kiếm quang hung ác chém xuống đầu Phạm Thủy Thủy. Xoẹt! Trong mắt mọi người, Phạm Thủy Thủy trực tiếp bị một kiếm chém tới tận cùng, cơ thể chia làm hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, những thiên tài của đạo chủng chi địa đều khiếp sợ. Mà Phạm Thủy Thủy đến chết vẫn trợn trừng hai mắt, gã không ngờ Diệp Huyên lại giết gã như vậy. Diệp Huyên nhìn về phía những thiên tài của đạo chủng chi địa, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là lão đại của các ngươi, Quan Sơn đã chết, chỉ cần chúng ta giết đám người đạo đình trước mặt, toàn bộ chiến trường luyện ngục sẽ là của đạo chủng chi địa chúng ta. Sự nghiệp vĩ đại như vậy, các ngươi làm hay không làm? Nghe vậy, những cao thủ của đạo chủng chi địa ở đây đều hơi rung động. Chiến trường luyện ngục, hai bên đã tranh đấu nghìn năm mà vẫn chưa phân thắng bại. Nếu lần này phân rõ thắng bại, vậy chắc chắn bọn họ có thể dạng danh trong đạo chủng chi địa. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, La Hầu có lệnh, cướp được luyện ngục chi địa, ban thưởng mỗi người 20 miếng tạo hóa thần tinh. Ngay sau đó, một thiên tài của đạo chủng chi địa trầm giọng nói, Diệp Huyên, lời ngươi nói là thật. Diệp Huyên đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyên ta chính là đệ nhất kiếm tu, người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi thời nay. Ta sẽ nói dối ư? Ngươi là đang coi thường ta sao? Tên thiên tài kia do dự một chút, sau đó nói, ta không có ý này, ngươi đừng nóng giận. 20 miếng tạo hóa thần tinh. Không thể không nói, các cao thủ đạo chủng chi địa ở đây đều rất rung động. Bọn họ đến đây, ngoài việc để rèn luyện chính mình, càng là vì tiền tài,
20 miếng tạo hóa thần tinh đối bọn họ mà nói, không phải một số lượng nhỏ. Đương nhiên, thứ hấp dẫn nhất vẫn là sự nghiệp to lớn mà Diệp Huyên nói kia. Đạo đình và đạo chủng chi địa tranh giành nhiều năm như vậy, chiến trường luyện ngục vẫn luôn không phân thắng bại, mà hiện tại, chỉ cần đi theo Diệp Huyên, này chiến trường luyện ngục lập tức sẽ biến thành đạo chủng chi địa, mà tất cả bọn họ đều sẽ trở thành anh hùng của đạo chủng chi địa. Nghĩ đến đây, mọi người đều lũ lượt nhìn về phía những cao thủ đạo đình kia. Mà lúc này, những yêu nghiệt của đạo đình đột nhiên xoay người chạy đi. Hóa ra, bọn họ là muốn giết Diệp Huyên, dù sao bọn họ có nhiều người, nhưng bọn họ thật không ngờ, Diệp Huyên đã xúi giục những người của đạo chủng chi địa. Diệp Huyên có được sự giúp đỡ của những người ở đạo chủng chi địa, bọn họ sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Chạy trốn. Diệp Huyên thấy đám yêu nghiệt chạy trốn, bỗng nhiên tức giận nói, giết. Nói xong, hắn lập tức cầm kiếm xông lên. Rất nhanh, những thiên tài của đạo chủng chi địa sau khi do dự một chút cũng xông lên theo. Ước chừng sau khoảng một canh giờ, toàn bộ cao thủ của đạo đình ở trong chiến trường luyện ngục đều bị chém giết. Tất cả người của đạo đình không một ai sống sót. Trên đạo sơn, Diệp Huyên đứng cầm kiếm, ở phía sau hắn là mười mấy thi thể. Mà giờ phút này, những thiên tài của đạo chủng chi địa cũng ở bên cạnh hắn. Mọi người nhìn Diệp Huyên, trong mắt đều có chút kiêng dè. Tuy rằng bọn họ vừa mới liên thủ với Diệp Huyên, nhưng bọn họ cũng không quên, cách đây không lâu, Diệp Huyên đã chém chết Phạm Thủy Thủy. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, vì sao đạo đình không phái người nhúng tay vào. Lúc này, một người đàn ông trầm giọng nói, đạo đình không thể nhúng tay. Chỉ cần vào nơi này, cao thủ thế hệ trước sẽ không thể nhúng tay vào. Cho dù bọn họ ra tay, bên này chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Có thể nói, bước vào nơi đây, sống chết tự chịu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Huyên, bây giờ làm thế nào? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai bóng mờ. Chân Võ Thần Quân và Bạch Đế Tử. Giờ phút này, sắc mặt của hai người đều cực kỳ âm trầm. Tất cả thiên tài của đạo đình đều chết ở đây. Mặc dù những người này cũng không phải cao thủ giỏi nhất, nhưng bọn họ là tương lai của đạo đình. Có thể nói, trong một khoảng thời gian trong tương lai, cao thủ trung kiên của đạo đình sẽ xuất hiện sự gián đoạn. Không chỉ như thế, từ bây giờ, chiến trường luyện ngục sẽ thành tài sản riêng của đạo chủng chi địa. Mất cả người lẫn của. Thực ra, lúc này Bạch Đế Tử có hơi hối hận đã để thế hệ trẻ của đạo đình đi đối phó với Diệp Huyên. Tuy Diệp Huyên cũng là thế hệ trẻ, nhưng mưu kế thâm sâu của người này căn bản không phải người thường có thể so sánh. Mặc dù thế hệ trẻ của đạo đình không ngốc, nhưng nói đến chơi mưu kế, vẫn là không bằng một người lần mò bò từ tầng thấp nhất lên như Diệp Huyên. Đương nhiên, quan trọng nhất thực lực của Diệp Huyên. Mặc kệ đạo đình có thừa nhận hay không, Diệp Huyên vẫn là người đứng đầu thế hệ trẻ bây giờ. Nếu đấu tay đôi, thì đừng nói đám thế hệ trẻ này, cho dù là một vài thần quân của đạo đình cũng không dám nói chắc chắn thắng được Diệp Huyên. Bạch Đế Tử đột nhiên nhẹ giọng nói, Chân Võ, đi thôi. Chân Võ không hề động, ông ta vẫn đang nhìn Diệp Huyên, trong mắt không hề che giấu sát ý. Vốn dĩ, ông ta quý trọng tài năng, nhưng hiện tại ông ta càng muốn giết Diệp Huyên hơn. Người này sống trên đời, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của đạo đình. Sự đe dọa từ Diệp Huyên không yếu hơn chút nào so với đạo chủng chi địa. Lúc này, Bạch Đế Tử lại nói, chờ đạo tổ xuất quan. Chân Võ từ từ nhắm mắt lại. 3 tháng. Còn 3 tháng, đạo tổ có thể định hình lại cơ thể, mà một khi đạo tổ xuất quan, đến lúc đó, đạo đình muốn giết Diệp Huyên sẽ không còn khó như vậy nữa. Còn bây giờ, tuy ông ta có thể giết Diệp Huyên, nhưng ngay khi ông ta ra tay, đạo chủng chi địa lập tức sẽ ra tay. Nghĩ đến đây, Chân Võ Thần Quân nhìn sâu vào Diệp Huyên. Sau đó cùng Bạch Đế Tử biến mất khỏi đây. Sau khi hai người khi biến mất, La Hầu và A Khổ Vương xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Những cao thủ của đạo chủng chi địa nhìn thấy hai người này, đồng loạt hành lễ. Mà Diệp Huyên không hề động đậy.
La Hầu nhìn Diệp Huyên, vì sao giết Phạm Thủy Thủy? Trong giọng nói ẩn chứa sự uy nghiêm vô hình. Diệp Huyên mặt không chút biểu cảm, hắn gây trở ngại cho ta. A Khổ Vương nhíu mày, gây trở ngại ngươi cái gì? Diệp Huyên nói, trở ngại ta giết người. A Khổ Vương nhìn thấy Diệp Huyên, người muốn giết người của đạo đình, không cần thiết phải giết hắn ta. Diệp Huyên nhìn về phía La Hầu, từ bây giờ, toàn bộ đường luyện ngục đều là của đạo chủng chi địa, ngoài điều đó ra, thế hệ trẻ của đạo đình gần như đã bị giết sạch. Việc Phạm Thủy Thủy không làm được, ta đã làm được rồi. La Hầu trầm lặng. Ánh mắt của A Khổ Vương dần lạnh băng, người vẫn chưa trả lời. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía A Khổ Vương, ngươi thật sự muốn ta nói thẳng ra sao? A Khổ Vương nhíu mày, đang muốn nói chuyện, La Hầu đột nhiên nói, ngươi đi chữa thương trước đi. Diệp Huyên gật đầu, xoay người rời đi. La Hầu liếc nhìn Diệp Huyên đã rời đi, vẻ mặt phức tạp. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, hắn có ý gì? La Hầu nhẹ giọng nói, hắn là đang nói cho chúng ta biết. Diệp Huyên hắn đã làm được việc mà chúng ta đã từng không làm được, không chỉ giết vô số thiên tài của đạo đình, mà còn giành được đường mạch khoáng là chiến trường luyện ngục này. A Khổ Vương trầm giọng nói, nhưng cái ta nói là hắn giết. La Hầu lắc đầu, tình huống lúc đó, nếu hắn không lớn tiếng dọa người, chém giết Phạm Thủy Thủy nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, để mặc hắn bị cao thủ đạo đình bao vây tấn công, mà ngay lúc đó nếu hắn bị bao vây, sẽ rơi vào tình thế không lối thoát, bởi vì cho dù hắn thắng thì chắc chắn cũng là rất thảm, mà khi đó, sự sống chết của hắn đều nằm trong một ý nghĩ của Phạm Thủy Thủy. Cho nên, hắn lựa chọn ra tay trước để chiếm ưu thế, trực tiếp giết chết Phạm Thủy Thủy, sau đó dùng lợi ích mê hoặc các thiên tài của đạo chủng chi địa ta, khiến cho bọn họ cùng hắn tiêu diệt đám yêu nghiệt của đạo đình. A Khổ Vương trầm lặng. La Hầu lại nói, lúc trước ta từng nói với ngươi, Phạm Thủy Thủy có ba sự lựa chọn, đáng tiếc, hắn ta lại lựa chọn cái cuối cùng. Nói xong, ông ta nhìn về phía A Khổ Vương, lần này là thiên tài đạo chủng chi địa ta bản lĩnh không bằng người, cho nên, người tiếp tục truy hỏi hắn vì sao giết Phạm Thủy Thủy, điều này chẳng khác nào tự rước lấy nhục, hiểu không? A Khổ Vương trầm giọng nói, người này quá nguy hiểm. La Hầu gật đầu, vừa rồi trong một khoảnh khắc, ta cũng đã muốn giết hắn. Nhưng nghĩ lại, mục đích của Diệp Huyên là gì? Là tiêu diệt đạo đình, mà mục tiêu này của hắn giống với đạo chủng chi địa ta. Chúng ta và hắn có thể hợp tác, mà hắn cũng xem chúng ta là đối tượng hợp tác. Hai bên chúng ta cần ngầm hiểu trong lòng. Hắn lợi dụng chúng ta lợi dụng hắn. A Khổ Vương nhẹ giọng nói, nếu như hắn thật sự là người của đạo chủng chi địa ta thì tốt rồi. La Hầu khẽ gật đầu. Nếu hắn thật sự là người của đạo chủng chi địa, cho dù chúng ta không thể tiêu diệt đạo đình, trong vòng vạn năm, đạo chủng chi địa cũng có thể đánh áp đảo đạo đình. A Khổ Vương lắc đầu, đáng tiếc. La Hầu ngẩng đầu nhìn hướng phía chân trời, nhẹ giọng nói, 3 tháng, vị đạo tổ kia sẽ xuất quan. Cũng không biết thượng chủ. Lúc trước trong các trận giao chiến giữa đạo chủng chi địa và đạo chủng chi địa vẫn luôn ở vào tình thế xấu. Bởi vì vị thượng chủ của đạo chủng chi địa đang bế quan. Mà một khi vị đạo tổ kia bình phục vết thương, khi đó, nếu thượng chủ của đạo chủng chi địa vẫn chưa xuất quan, thì đạo chủng chi địa sẽ lại rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. A Khổ Vương trầm giọng nói, khoảng 3 tháng, vị đạo tổ kia có thể phục hồi cơ thể. 3 tháng. Hai người đều trầm lặng. Một lát sau, La Hầu đột nhiên nói, không bằng để Diệp Huyên đến vực thiên giới. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, với thực lực hiện tại của hắn. La Hầu nhẹ giọng nói, hắn có thể. A Khổ Vương trầm giọng nói, Bạch Bào ở đó. La Hầu cười nói, để cho Diệp Huyên và Bạch Bào đó đấu với nhau không phải tốt lắm sao? A Khổ Vương lắc đầu, bây giờ hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Bạch Bào. La Hầu nhẹ giọng nói, người đánh giá thấp hắn rồi. Về thực lực. Bây giờ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Bào, nhưng điểm đáng sợ nhất của người này không phải là thực lực, mà là tâm địa gian trá trong bụng kia. Để hắn và Bạch Bào đấu một trận, có lẽ có thể thay chúng ta xoay chuyển một chút cục diện xấu. Trong vực thiên giới có hơn 1.200 mạch khoáng siêu cấp,
mà trước kia, đạo chủng chi địa chỉ chiếm không đến 300 mạch, bởi vì Bạch Bào trấn thủ ở đó. Bạch Bào thần tướng. Thần tướng đứng đầu đạo đình. Nghe đến hai chữ này, sắc mặt A Khổ Vương dần trở nên nghiêm túc. Bạch Bào thần tướng và đạo chủng chi địa đã chiến đấu với nhau rất nhiều năm, trừ bỏ năm đó thua thượng chủ ra, gã chưa từng thất bại trong các trận chiến với đạo chủng chi địa. Cho dù là La Hầu cũng không làm gì được vị Bạch Bào thần tướng này. Có thể nói, không ai trong đạo chủng chi đại muốn đối đầu với Bạch Bào thần tướng. A Khổ Vương lại lắc đầu, ta thừa nhận, sau này Diệp Huyên có lẽ sẽ có thể chống lại Bạch Bào, nhưng hiện tại, Diệp Huyên không phải đối thủ của gã. Hơn nữa, chúng ta bảo hắn đi, hắn cũng chắc chắn sẽ đi. Nếu hắn không đi, chúng ta cũng không thể ép hắn đi đúng không? La Hầu nhẹ giọng nói, tuy rằng hiện tại chúng ta nhân lúc đạo tổ bế quan mà đã giành lấy một vài mạch khoáng về, nhưng trong vực thiên giới, chúng ta vẫn ở thế bất lợi. Hơn nữa, bây giờ Si Yêu Yêu cũng cần người giúp nàng ta. Người ta và võ man trấn thủ bên ngoài đại trận, Phô Thiên lại không biết đã đi đâu, hiện tại người thích hợp nhất trong đạo chủng chi địa ta chỉ có Diệp Huyên. A Khổ Vương còn muốn nói gì đó, La Hầu đột nhiên nói, để hắn thử đi. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, hắn bằng lòng đi không? La Hầu gật đầu, hắn sẽ đi, bởi vì hắn quan tâm vũ trụ ngũ duy. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Chấm 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 chấm. Trong phòng của Diệp Huyên, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này vết thương của hắn đã bình phục 7-8 phần. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, Chi Mệnh, cô có thể cảm nhận được cuốn đạo kinh của đạo chủng chi địa không? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, lúc trước có thể cảm nhận được một chút, nhưng hiện tại lại cảm nhận được. Diệp Huyên trầm lặng. Diệp Chi Mệnh lại nói, bây giờ ngươi còn cần lâu để đột phá. Diệp Huyên lắc đầu, hiện tại ta muốn đột phá, rất khó. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi không thể nghĩ ra cách để liên lạc với cô gái váy trắng sao? Diệp Huyên dần nắm chặt hai tay, Chi Mệnh, niệm tỷ mạnh như thế, nhưng nàng ta vẫn không thể đánh lại Thanh Nhi, mà Thanh Nhi lại không cách nào giải quyết nguyên nhân tai ách trên người ta. Nói đến đây, hắn mở hai mắt nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói, Chi Mệnh, bây giờ ta rất lo lắng, lo cơ Thanh Nhi. Chấm 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 chấm. Ở sâu trong tinh không xa xôi nào đó, một cô gái váy trắng tay cầm trường kiếm đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, không gian đột nhiên rung lên, ngay sau đó, không gian tách ra, một cô gái đi ra từ khe nứt không gian. Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhìn cô gái váy trắng, nhếch miệng cười, chào, đã lâu không thấy. Cô gái váy trắng nhìn Mộ Niệm Niệm, người chết rồi. Mộ Niệm Niệm gật đầu. Cười nói, đúng vậy. Cô gái váy trắng trầm mặc. Mộ Niệm Niệm đột nhiên cười nói, muốn tìm ngươi cũng thật không dễ dàng, lại nói, ta rất lo cho hắn, ngươi có thể trở về không? Cô gái váy trắng đột nhiên bổ một kiếm về phía xa xa, trong phút chốc, xa xa tinh không lập tức nứt ra. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía tinh không nứt ra kia, dần dần, không biết đã nhìn thấy gì, sắc mặt nàng ta dần trở nên nghiêm túc, đến cuối cùng. Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Cô gái váy trắng nhìn Mộ Niệm Niệm, không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, chẳng trách ngươi phải rời xa hắn. Vất vả cho ngươi rồi. Cô gái váy trắng không nói gì, nàng cầm kiếm đi về phía xa, đi được vài bước, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó nói, thật xin lỗi. Huynh muội chúng ta nợ ngươi, tạm thời không thể trả lại cho ngươi rồi. Mộ Niệm Niệm nhẹ giọng nói, hiện tại ta càng lo cho hắn hơn. Cô gái váy trắng cầm kiếm đi về phía xa, trời có sập xuống, ta chống đỡ. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đại đạo không điểm cuối, tương lai không hẹn trước, cô nương đi đường cẩn thận. Cô gái váy trắng không quay đầu lại, nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp, cô nương, sau này còn gặp lại. Chấm 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 chấm. Trong phòng. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt hắn, là một đống tạo hóa thần tinh. Có hơn 1.000 miếng. Bởi vì sau khi tiêu diệt những yêu nghiệt của đạo đình, hắn đã lấy được từ trên người bọn chúng, hắn không ăn một mình, cũng đã chia cho những thiên tài của đạo chủng chi địa.
hơn 1.000 miếng tạo hóa thần tinh. Loại đồ vật này gần như chỉ có đạo đình và đạo chủng chi địa có, cho dù là âm phủ cũng gần như là không có, càng đừng nói đến vũ trụ ngũ duy. Khi nhìn thấy những tạo hóa thần tinh này, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, không phải thiên phú của người ở vũ trụ ngũ duy không tốt, mà là bọn họ thiếu loại tài nguyên tu luyện này. Nếu vũ trụ ngũ duy có loại tài nguyên tu luyện này, những người ở vũ trụ ngũ duy tuyệt đối sẽ không yếu hơn đạo đình và đạo chủng chi địa. Thiên phú có tốt, cũng cần tiền. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên thu hồi tạo hóa thần tinh, hắn nhìn về phía ngoài cửa, bên ngoài, một giọng nói vang lên, có tiện vào không? La Hầu. Diệp Huyên đứng dậy đi đến trước cửa, hắn mở cửa ra, cười nói, La Hầu tiền bối có chuyện gì? La Hầu khẽ gật đầu, có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút. Diệp Huyên làm động tác mời. La Hầu bước vào phòng, ông ta ngồi vào một bên, ông ta nhìn đánh giá Diệp Huyên, vết thương đã bình phục. Diệp Huyên gật đầu, cơ bản đã bình phục. La Hầu nhìn Diệp Huyên, ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Đạo chủng chi địa ta và đạo đình vẫn luôn tranh giành những mạch khoáng trong vực thiên giới, mà hàng ngàn năm nay, đạo chủng chi địa vẫn ở vào tình thế bất lợi, chóc vực thiên giới có tổng cộng hơn 1.296 mạch khoáng, mà đạo chủng chi địa ta chỉ chiếm 320 mạch. Mà sở dĩ đạo chủng chi địa ở vào tình thế bất lợi, chính là bởi vì một người. Diệp Huyên hỏi, ai? La Hầu nói, Bạch Bào, thần tướng đứng đầu đạo đình. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn từng nghe về người này, là thần tướng mạnh nhất của đạo đình, trong quá trình đối kháng với đạo chủng chi địa, chỉ thua một lần. La Hầu nhìn Diệp Huyên, ta muốn để ngươi đến vực thiên giới. Diệp Huyên cầm chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, không nói gì. La Hầu cười nói, trước khi ta đến, đã cho người mang tặng vũ trụ ngũ duy 1.000 miếng tạo hóa thần tinh. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, La Hầu tiền bối, trước mắt mà nói, đạo chủng chi địa có ai có thể chống lại Bạch Bào không? La Hầu trầm lặng một lúc lâu, 2.000 miếng. Diệp Huyên nói, La Hầu tiền bối, Diệp Huyên ta cũng không tham lam, ta muốn mạch khoáng ở chiến trường luyện ngục kia. La Hầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, La Hầu tiền bối, chỉ trước mắt mà nói, có lẽ ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Bào, ta đi vực thiên giới, chẳng khác nào đi liều mạng, ngươi nói xem. La Hầu uống trà, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, trong vực thiên giới có hơn 1.200 mạch khoáng siêu cấp. La Hầu đột nhiên đặt chén trà xuống, ông ta lấy ra một chiếc nhẫn để lên bàn, giờ nó thuộc về ngươi. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, trong nhẫn chính là mạch khoáng kia. Diệp Huyên cầm lấy chiếc nhẫn đứng dậy rời đi. Diệp Huyên về đến vũ trụ ngũ duy, trong đại điện, chỉ có Quan Âm và Diệp Huyên. Diệp Huyên đưa nhẫn cho Diệp Huyên, cái này đưa ngươi bảo quản. Quan Âm nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, rất nhanh, sắc mặt nàng ta trở nên nghiêm túc, đây là. Diệp Hóa nói, tạo hóa thần mạch có thể sản xuất ra tạo hóa thần tinh, cái này hiện tại chính là thứ chúng ta thiếu nhất. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi lấy được từ đâu vậy? Diệp Huyên nói, vực thiên giới. Quan Âm đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng. Không cần lo lắng, ta làm việc đều có chừng mực. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên rời đi, rất lâu không nói gì. Diệp Huyên đi vào một sân nhỏ, hắn vừa mới bước vào, cửa phòng ở xa xa đột nhiên mở ra, A Lan Tú đi ra. A Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy. Diệp Huyên đột nhiên kéo tay A Lan Tú. Hắn đặt một chiếc nhẫn vào tay nàng ta, có ích với ngươi. An Lan Tú nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, nơi này cần các ngươi trấn thủ. An Lan Tú trầm lặng. Diệp Huyên nói, 3 tháng, chúng ta chỉ có nhiều nhất 3 tháng, ngươi hiểu ý của ta không? An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, đừng làm chuyện điên rồ, có chuyện gì, trở về mọi người cùng nhau đối mặt. Diệp Huyên gật đầu, được. An Lan Tú đột nhiên trở tay nắm chặt tay Diệp Huyên, ta nói nghiêm túc đấy. Diệp Huyên cười nói, ta bảo đảm với ngươi. An Lan Tú nhìn vào mắt Diệp Huyên,
đừng gạt ta, bằng không, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong sân, Diệp Huyên trầm lặng một hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Hắn mang tạo hóa thần tinh còn lại đưa hết cho đám người của A-La, có những tạo hóa thần tinh này và tạo hóa thần mạch, hắn tin rằng thực lực của An Lan Tú và đám người của A-La chắc chắn có thể tăng thêm một bậc. Diệp Huyên đến trong tinh không, hắn ngồi một mình trong tinh không, ở trước mặt hắn cách đó không xa là bản thể của Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên cứ ngồi một mình như vậy cả một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Chấm chấm chấm. Vực thiên giới, đạo chủng thành. La Hầu đứng trên một đàn tế, ở bên cạnh ông ta là A Khổ Vương. A Khổ Vương nói, hắn mang mạch khoáng kia về vũ trụ ngũ duy rồi. La Hầu đột nhiên nói, A Khổ, ngươi nói xem, thực lực của Mộ Niệm Niệm kia đã đến trình độ nào. A Khổ Vương trầm lặng. Mộ Niệm Niệm. Cô gái này dùng 3 phần thực lực đã làm đạo tổ bị trọng thương. Thực lực này khủng bố đến không cách nào hình dung. Lúc này, La Hầu nhẹ giọng nói, cô gái này thật sự rất đáng sợ. Đáng tiếc, nàng ta cuối cùng lại lựa chọn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, nếu nàng ta bằng lòng từ bỏ vùng đất kia, với thực lực của nàng ta, muốn hủy diệt đạo đình hẳn không phải việc khó. A Khổ Vương gật đầu. Mộ Niệm Niệm có thể hủy diệt đạo đình, điều này không khoa trương chút nào. 3 phần thực lực đã đủ để làm đạo tổ bị trọng thương, nếu nàng ta ở thời kỳ đỉnh phong, đạo tổ tuyệt đối không phải đối thủ của nàng ta. Đáng tiếc, nàng ta đến chết cũng không thu hồi lực lượng trấn áp vũ trụ ngũ duy. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, hắn hẳn là đã đến vực thiên giới rồi. A Khổ Vương trầm giọng nói, hắn có thể đối phó với Bạch Bào không? La Hầu lắc đầu, không quan trọng, quan trọng là... Sau khi hắn đến vực thiên giới sẽ liều mạng nhằm vào đạo đình. Nếu hắn có thể đối phó Bạch Bào, vậy đương nhiên là tốt, mà nếu không thể đối phó, thì cũng không sao, tốt nhất là hắn chết trong tay Bạch Bào. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, vì sao? La Hầu nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn luôn không chú ý đến một chuyện, đó là người đứng sau Diệp Huyên. Phía sau hắn không chỉ có một Mộ Niệm Niệm, nếu hắn chết trong tay đạo đình. Những người đó sẽ không bỏ qua đâu. A Khổ Vương nhẹ giọng nói, có thể tra ra những người đứng sau hắn không? La Hầu lắc đầu, không tra ra, mà đây mới là đáng sợ nhất. A Khổ Vương nhìn về phía La Hầu, sau khi Diệp Huyên đến vực thiên giới, ta có chút lo lắng cho Si Yêu Yêu. Nghe vậy, La Hầu hơi cau mày. Một lát sau, La Hầu nhẹ giọng nói với nàng ta, cẩn thận Diệp Huyên. A Khổ Vương gật đầu, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Vực thiên giới. Khi Diệp Huyên đến vực thiên giới, không thể không nói, hắn đã bị chấn động. Vực thiên giới chính là một vực sâu rất lớn, vực sâu này ở trong tinh không, từ vị trí của hắn nhìn xuống, vực thiên giới kia sâu không thấy đáy. Vực sâu trong tinh không. Trước khi đến, Diệp Huyên đã điều tra xem vực thiên giới này được hình thành như thế nào. Bất kể là đạo đình hay đạo chủng chi địa đều không có ghi chép, dù sao, trước khi hai thế lực này xuất hiện, vực thiên giới đã tồn tại rồi. Mà trong vực thiên giới này có hơn 1.200 tạo hóa thần mạch. Hơn 1.200. Đây là cái khái niệm gì? Đây có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cao thủ chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh? Trước vực thiên giới, sau khi trầm mặc một lát, Diệp Huyên trực tiếp tiến vào vực thiên giới. Mà khi Diệp Huyên tiến vào vực thiên giới, Bạch Đế Tử và Chân Võ Thần Quân cũng đã nhận được tin tức. Trong đại điện, Bạch Đế Tử vô cùng hưng phấn, hắn vậy mà đến vực thiên giới. Hắn đến vực thiên giới. Ông ta đương nhiên hưng phấn, bởi vì Bạch Bào ở đó. Bạch Bào là người thế nào? Thần tướng đứng đầu đạo đình. Cả đời chỉ thua một lần. Thực ra... Lúc trước ông ta đã muốn điều động Bạch Bào đối phó với Diệp Huyên, nhưng là, những mạch khoáng trong vực thiên giới quá quan trọng. Cần Bạch Bào trấn thủ, bằng không, bên đạo đình không trấn áp được cô gái của đạo chủng chi địa kia. Phải biết rằng, những mạch khoáng này chính là gốc rễ của đạo đình. Mà ông ta thật không ngờ, Diệp Huyên thế nhưng lại tự mình đến vực thiên giới.
Lúc này, Trần Võ Thần Quân đột nhiên nói, đạo chủng chi địa cố ý phái hắn đến. Bạch đế tử nhíu mày, phái hắn đi đối phó Bạch Bào. Trần Võ Thần Quân trầm giọng nói, rất có khả năng. Bạch đế tử lắc đầu, Diệp Huyên tuyệt không phải đối thủ của Bạch Bào. Trần Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch đế tử, hắn mạnh lên mỗi ngày. Bạch đế tử trầm lặng. Bạch Bào rất mạnh. Nhưng Diệp Huyên cũng rất yêu nghiệt. Quan trọng nhất là Diệp Huyên này rất nhiều âm mưu, người này đến vực thiên giới. Nghĩ vậy, trong lòng Bạch đế tử đột nhiên có hơi lo lắng. Trần Võ Thần Quân đột nhiên nói, thông báo cho Bạch Bào, bảo gã cẩn thận với Diệp Huyên. Bạch đế tử gật đầu, không thể sơ suất. Trần Võ Thần Quân đột nhiên nói, có thể có tra ra những người đứng sau hắn không? Bạch đế tử lắc đầu, vẫn không. Cho đến nay, chỉ biết là phía sau hắn có một cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh một vị tổ sư của kiếm tông, cùng với cô gái giao đấu với đạo tổ lúc trước, nhưng là, những người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, thì không tra được. Trần Võ Thần Quân nhíu mày, chúng ta cũng không tra được. Bạch đế tử gật đầu, việc này có chút không bình thường. Trần Võ Thần Quân trầm giọng nói, ngươi tự mình đi tra, nhất định phải điều tra rõ những người phía sau hắn. Bạch đế tử khẽ gật đầu, ta hiểu. Trần Võ Thần Quân lại nói, thực lực của cô gái váy trắng kia rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Bạch đế tử trầm giọng nói, không biết, chỉ biết trước giờ nàng giết người đều chỉ dùng một kiếm. Nhưng những người nàng giết đều là từ chứng đạo cảnh trở xuống, cho nên, ta không biết thực lực thật sự của nàng. Nhưng hẳn là không yếu, tối thiểu phải đạt đến ngự đạo cảnh. Trần Võ Thần Quân trầm lặng một lát. Sau đó nói, có thể tìm ra nàng không? Bạch đế tử nói, ta đã phái hai vị thiên tướng Thiên Lý và Thần Phong đi tìm cô gái này, với thực lực của hai người này, muốn tìm ra nàng hẳn không phải là việc khó. Trần Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch đế tử, sau khi tìm được thì sao? Bạch đế tử làm một động tác cứa cổ. Chấm 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 chấm. Vực thiên giới. Trong vực thiên giới chia làm vực Nam và vực Bắc. Vực Nam là địa bàn của đạo đình, còn vực Bắc là địa bàn của đạo chủng chi địa. Diệp Huyên vừa đến vực Bắc, một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Huyên, yêu vương muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó đi theo. Dọc đường đi, Diệp Huyên không ngừng đánh giá bốn phía tựa như một mảnh trời sao. Tầm nhìn tối tăm, khắp nơi tản ra ánh sáng kỳ lạ giống như ánh sao, rất là đẹp. Điều đáng nói là, linh khí ở nơi này vô cùng nồng đậm. Là nơi nồng đậm nhất hắn từng thấy. Cho dù là 36 tầng trời của đạo đình cũng không bằng nơi này. Nơi này là thánh địa tu luyện chân chính. Lúc này, người đàn ông đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cung điện màu đen. Điện yêu vương. Diệp Huyên nhìn về phía cung điện màu đen kia, hắn cảm nhận thấy rất nhiều hơi thở vô cùng mạnh mẽ từ bốn phía của cung điện. Thấp nhất cũng là ngự đạo cảnh. Giờ phút này, Diệp Huyên đã hiểu được. Cao thủ của đạo chủng chi địa cơ bản đều ở trong này. Đạo đình hẳn là cũng vậy. Người đàn ông dẫn Diệp Huyên đến cửa đại điện, hắn ta làm động tác mời, sau đó lặng lẽ rời đi. Diệp Huyên tiến vào đại điện rất rộng lớn, cũng rất quạnh quẽ. Ở chính giữa trên đại điện, Diệp Huyên nhìn thấy một cô gái mặc áo bào màu đen như mực, ở phía cuối áo bào có mấy đóa hoa màu đỏ như máu, màu đỏ yêu diễm. Đó là Bỉ Ngạn. Ở phần hông nàng ta thắt một dây màu trắng, sợi dây này tôn lên dáng người mảnh mai nóng bỏng của nàng ta một cách hoàn hảo. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thoạt nhìn vô cùng gọn gàng. Mà tướng mạo của nàng cũng vô cùng xinh đẹp, ngũ quan kia giống như được chạm khắc tinh tế, không có chút tì vết nào, làm cho người ta nhìn là không thể nào quên. Si Yêu Yêu. Yêu Vương, một trong tứ đại vương của đạo chủng chi địa. Lúc này cô gái cũng đang đánh giá Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, La Hầu dặn ta cẩn thận ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Si Yêu Yêu cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, trước khi ngươi đến, ta đã điều tra qua ngươi,
đối với ngươi, ta không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là, cũng hiểu biết 7-8 phần. Diệp Huyên cười nói, tiền bối muốn nói gì? Si Yêu Yêu xoay người đi đến cửa đại điện, nàng ta nhìn ra xa, La Hầu dặn ta cẩn thận ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyên trầm lặng. Si Yêu Yêu lại nói, đạo đình sợ ngươi, đạo chủng chi địa cũng kiêng rẻ ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyên vẫn là trầm lặng. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, đạo đình muốn ngươi chết, mà đạo chủng chi địa cũng muốn ngươi chết, điều không giống nhau chính là, đạo chủng chi địa muốn ngươi chết trong tay đạo đình, từ đó, thế lực phía sau ngươi sẽ liều chết với đạo đình. Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, hắn do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, có lẽ chúng ta nói chuyện uyển chuyển chút thì tốt hơn. Si Yêu Yêu xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, thần nữ là ngươi giết. Đạo kinh vẫn trong tay ngươi. Diệp Huyên. Si Yêu Yêu đi đến một bên ngồi xuống, nàng ta cầm chén trà trên bàn lên nhẹ nhàng nhấm một ngụm, để ta đoán xem, sở dĩ thần nữ muốn thành thân với ngươi, hẳn là vì muốn cắn nuốt huyết mạch của ngươi. Nhưng nàng ta hẳn là đã đánh giá huyết mạch của ngươi mạnh hơn nàng ta, cho nên, nàng ta đã thất bại. Ngươi giết nàng ta xong, đồng thời giá họa cho đạo đình. Khiến cho đạo chủng chi địa ta liều chết với đạo đình, cứ như vậy, ngươi liền có càng nhiều thời gian phát triển. Diệp Huyên không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh. Si Yêu Yêu đặt chén trà xuống, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, La Hầu bọn họ chắc chắn cũng đã đoán ngươi đã giết thần nữ, nhưng là, bọn họ không vạch trần ra, bởi vì ngươi đã chứng minh giá trị của ngươi ở trên thần nữ. Bọn họ muốn lợi dụng ngươi, mà ngươi cũng muốn lợi dụng đạo chủng chi địa. Cho nên, hai bên chúng ta xem như ăn nhịp với nhau, tất cả mọi người ngầm hiểu trong lòng. Diệp Huyên đi đến ngồi xuống đối diện Si Yêu Yêu, hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói, tiền bối, nếu không chúng ta nói chuyện khác. Ví dụ như sự đẹp trai của ta có thể tán gẫu với tiền bối 3 ngày 3 đêm. Si Yêu Yêu cười nói, bây giờ trong lòng ngươi chắc chắn đang nghĩ, vì sao ta lại nói với ngươi những điều này, đúng không? Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, một lát sau, nàng ta mỉm cười, hoan nghênh đến vực thiên giới. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt. Người phụ nữ này có ý gì? Chấm chấm chấm. Ngoài đại điện, Si Yêu Yêu chậm rãi đi xuống thềm đá. Ở phía sau nàng ta có một cô gái mặc bộ giáp màu đen đi theo, cô gái che mặt, trong tay cầm một thanh trường đao. Si Yêu Yêu đột nhiên cười nói, Mộng Nhất, người thấy thế nào? Cô gái tên Mộng Nhất nói bằng giọng khàn khàn, giết. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua Mộng Nhất, vì sao? Mộng Nhất trầm giọng nói, mối đe dọa. Si Yêu Yêu cười nói, Mộng Nhất, vì sao phải phá đạo? Bởi vì đại đạo bất công. Cho nên chúng ta phá đạo. Mộng Nhất nhìn Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu nhẹ giọng nói, Mộng Nhất, năm đó đạo đình đối đãi với ta chỉ là một loại thái độ, đe dọa đến bọn họ là sẽ giết. Mà hiện tại, chúng ta làm như vậy với Diệp Huyên, có khác gì đạo đình? Mộng Nhất không nói gì. Si Yêu Yêu nhìn về phía cuối chân trời xa xa, chúng ta đổi góc độ nhìn Diệp Huyên, người có muốn nghe không? Mộng Nhất gật đầu, nghe. Si Yêu Yêu nhẹ giọng nói, trước khi nói về hắn, chúng ta trước tiên nói về Mộ Niệm Niệm, vị thiên đạo ngũ duy này. Mộ Niệm Niệm. Mộng Nhất trầm lặng. Hiện tại có ai không biết thiên đạo ngũ duy? Cô gái dùng 3 phần thực lực chém giết thân xác của đạo tổ, cô gái này mạnh vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Si Yêu Yêu nói, ở đạo đình, nàng ta vốn có thể thu hồi lực lượng của chính mình. Sau đó chém giết đạo tổ, nhưng nàng ta không làm như vậy, bởi vì nếu nàng ta làm như vậy, vũ trụ ngũ duy sẽ không còn. Mà nàng ta, cho dù đến chết cũng không thu hồi lực lượng của mình. Mộng Nhất, một cô gái mạnh như thế, vì niềm tin và sự bảo vệ trong lòng mà không chút do dự từ bỏ sinh mạng, còn chúng ta thì sao? Hiện tại đạo chủng chi địa ta có mấy người còn nhớ niềm tin và ước nguyện ban đầu của chúng ta? Mộng Nhất không nói gì. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, ta rất kính nể Mộ Niệm Niệm,
điều nuối tiếc nhất cuộc đời này chính là chưa thể làm quen với nàng ta. Nói xong, nàng ta nhìn về Mộng Nhất, cười nói, ta rất tán thưởng Diệp Huyên, tán thưởng tính trách nhiệm của hắn, tán thưởng sự chính trực của hắn, càng tán thưởng mưu trí của hắn. Sau khi Mộ Niệm Niệm đi, từ những gì hắn làm đủ để chứng minh, Mộ Niệm Niệm cũng không nhìn lầm người. Nhìn từ góc độ khác, người sẽ phát hiện, người này trọng tình, trọng nghĩa, tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng có chừng mực. Mộng Nhất trầm giọng nói, hắn đã giết thần nữ. Si Yêu Yêu cười nói, Mộng Nhất, thần nữ muốn thành thân với hắn, không ngoài hai điểm, một là cắn nuốt huyết mạch của hắn, hai là muốn đạo kinh của hắn, cái chết của thần nữ hoàn toàn là nàng ta tự gieo gió gặt bão, nói câu khó nghe, nàng ta đáng chết. Mộng Nhất trầm lặng. Si Yêu Yêu lại nói, đạo đình muốn lấy đạo kinh của Diệp Huyên, mà đạo chủng chi địa ta cũng muốn, nhưng bất kể là đạo đình hay đọa chủng chi địa đều đã bỏ qua một chuyện. Đó chính là sau khi Diệp Huyên lấy được đạo kinh, hắn cũng không cất giữ riêng, mà là chia sẻ. Đạo đình muốn có đạo kinh, thực ra, bọn họ có một lựa chọn tốt hơn, đó là giúp Diệp Huyên và thiên đạo ngũ duy cứu vớt vũ trụ ngũ duy. Kể từ đó, ta có thể cam đoan, bọn họ hội dễ dàng có được mấy cuốn đạo kinh kia, bởi vì từ rất nhiều mặt, cho dù là Diệp Huyên hay Mộ Niệm Niệm kia, bọn họ không hề để tâm mấy cuốn đạo kinh. Nhưng mà, đạo đình lại lựa chọn một con đường khác. Không chỉ có đạo đình, đạo chủng chi địa chúng ta cũng lựa chọn một con đường khác. Mộng Nhất nhìn về phía Si Yêu Yêu, Vương, La Hầu bọn họ. Si Yêu Yêu nhẹ giọng nói, người có biết vì sao lại như vậy không? Mộng Nhất lắc đầu. Si Yêu Yêu đột nhiên cười tự giễu, bởi vì bất kể đạo đình hay là đạo chủng chi địa, đều cho rằng mình cao hơn người khác. Đạo đình có loại suy nghĩ này, có thể hiểu được, dù sao. Từ trước đến nay bọn họ đều tự cho mình là người bảo vệ đại đạo, cảm thấy mình là người giữ trật tự của trời đất. Nhưng mà đạo chủng chi địa chúng ta dựa vào cái gì có loại suy nghĩ này? Lúc trước vì sao chúng ta phá đạo? Bởi vì đại đạo bất công, cho nên chúng ta lựa chọn phá đạo. Mà hiện tại đạo chủng chi địa đối xử với Diệp Huyên như vậy, so với những hành động của đạo đình có gì khác biệt? Nói xong, nàng ta nhìn về phía Mộng Nhất, cười nói, Mộng Nhất. Ước nguyện ban đầu của phá đạo giả là gì? Là phá đạo, trả cho thế gian một càn khôn sáng sủa. Nhưng là hiện tại, rất nhiều phá đạo giả phá đạo là vì trở thành đạo đình kế tiếp. Mộng Nhất trầm giọng nói, Vương, Diệp Huyên chỉ là đang lợi dụng đạo chủng chi địa ta. Si Yêu Yêu cười nói, khi ngươi lợi dụng người khác tự nhiên cũng sẽ lợi dụng ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói. Nếu ta đoán không sai, Bạch Bào đã biết tin tức Diệp Huyên đến vực thiên giới. Mộng Nhất nói, gã sẽ làm như thế nào? Si Yêu Yêu cười nói, người đoán xem. Mộng Nhất lắc đầu, không đoán được. Si Yêu Yêu cười ha ha, truyền lệnh xuống, bảo 12 đạo tướng đến gặp ta. Nói xong, nàng ta đi về phía xa, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ta đột nhiên dừng lại, lại nói, còn có. Bảo Diệp Huyên đến cùng. Mộng Nhất khẽ hành lễ, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Vực Nam. Bên ngoài cung điện tối đen nào đó, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông vừa đi vào, một ông lão mặc áo đen chắn trước mặt người đàn ông. Người đàn ông nhìn thấy ông lão, vội vàng hành lễ, mong các hạ bào với Bạch Bào thần tướng, nói tại hạ phụng mệnh của Bạch Đế Tử và chân võ thần quân đến. Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Bạch Bào thần tướng. Ông lão xoay người rời đi. Một lát sau, ông lão áo đen lại xuất hiện trước mặt người đàn ông, nói đi. Người đàn ông do dự một lát, sau đó nói, Diệp Huyên đã đến vực thiên giới, vẫn mong Bạch Bào thần tướng chém giết người này, loại bỏ mối họa lớn cho đạo đình ta. Ông lão nhẹ giọng nói, biết rồi. Người đàn ông nhìn thoáng qua ông lão. Hắn ta không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Người đàn ông đi rồi, ông lão nhìn về phía người mặc áo bào màu trắng trong đại điện, thần tướng, người thấy thế nào? Trong điện trầm lặng một hồi, sau đó một giọng nói từ từ truyền ra tất cả như cũ. Chấm 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 chấm. Bên trong đại điện của vực Nam. Lúc này bên trong đại điện có tổng cộng 26 người, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Người đứng đầu chính là Si Yêu Yêu, mà Diệp Huyên cũng ở trong số đó.
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng lại có người nhìn Diệp Huyên đánh giá. Diệp Huyên cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng. Si Yêu Yêu liếc nhìn mọi người một cái, sau đó nói, vừa mới nhận được tin tức, vực Nam ta lại có thêm hai mạch khoáng hạ phẩm rơi vào tay đạo đình. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều sa sầm lại. Si Yêu Yêu cầm tách trà ở trên bàn bên cạnh, nàng ta bước đến chính giữa đại điện, tay trái nhẹ nhàng quét trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tấm bản đồ. Bản đồ vực thiên giới. Si Yêu Yêu mở nắp trà, khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó nói, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chắc hẳn là mạch khoáng Mang Sơn. Nghe vậy, mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều biến sắc. Mạch khoáng Mang Sơn. Đó chính là mạch khoáng cực phẩm. Ở trong vực thiên giới này, có hơn 1.000 mạch khoáng, thế nhưng chỉ có chưa tới 36 mạch khoáng cực phẩm. Mà trong số 36 mạch khoáng cực phẩm này, đạo chủng chỉ có 6 cái, có thể nói, mỗi một mạch khoáng đối với đạo chủng mà nói đều vô cùng quan trọng. Mà một mạch khoáng cực phẩm, một năm có thể sản xuất ra ít nhất 10 vạn tấm tạo hóa thần tinh, một khi mất đi mạch khoáng cực phẩm này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của tất cả mọi người ở đạo chủng đều sẽ giảm mạnh. Lúc này, Si Yêu Yêu liếc nhìn mọi người một cái, các người nghĩ thế nào? Một ông lão áo đen đột nhiên nói, mạch khoáng Mang Sơn đó không thể để rơi vào tay của đạo đình. Si Yêu Yêu cười nói, ta biết là không được để rơi vào trong tay đạo đình, ta đang hỏi các ngươi có đối sách gì. Ông lão áo đen trầm giọng nói, kẻ ra tay bên phía đạo đình là ai? Si Yêu Yêu nói, Bách Lý Đồ của quân tiên phong Bạch Bào. Bách Lý Đồ. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đang có mặt càng thêm u ám. Bách Lý Đồ này không phải là người bình thường, là chiến tướng quân tiên phong dưới trướng thần tướng Bạch Bào của đạo đình, người được mệnh danh là một kẻ điên trên chiến trường. Ở trên chiến trường, người này chính là một tên điên chính cống, hơn nữa, ở trên chiến trường, người này có một biệt danh Tiểu Bạch Bào đạo đình. Đây là một người khiến cho đạo chủng vô cùng đau đầu. Thấy mọi người im lặng, Si Yêu Yêu cười nói, sao thế, chư vị đều không nói gì nữa rồi. Ông lão áo đen nói, Yêu Vương, thiết nghĩ trong lòng cô đã có ứng cử viên rồi, cô cứ nói thẳng đi. Bất luận là ứng cử viên trong lòng cô là ai, mọi người đều sẽ không phản chối đâu. Si Yêu Yêu đột nhiên bước tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, giới thiệu với mọi người một người bạn mới, cậu ấy tên là Diệp Huyên, đến từ vũ trụ ngũ duy, thiết nghĩ chư vị chắc hẳn đều đã nghe nói về cậu ấy. Tất cả mọi người đang có mặt đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng uống trà, không nói gì. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, tan họp. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là tan họp rồi. Cái quái gì vậy? Si Yêu Yêu liếc nhìn mọi người một cái, nghe không hiểu lời ta nói sao. Mọi người nhanh chóng rời đi, Diệp Huyên cũng xoay người rời đi, thế nhưng hắn lại bị Si Yêu Yêu giữ lại. Si Yêu Yêu cười nói, người ở lại. Diệp Huyên. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, cười như không cười, người có chút hoảng. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, vẫn ổn. Si Yêu Yêu đến ngồi một bên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lần này ngươi tới vực thiên giới, là vì chuyện gì? Diệp Huyên nhìn về phía Si Yêu Yêu, tiền bối đang muốn nói gì? Si Yêu Yêu cười nói, người có thể gọi ta là Yêu Yêu. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn không thể nhìn thấu người phụ nữ này. Si Yêu Yêu lại nói, đạo chủng muốn hy sinh ngươi, người có biết không? Diệp Huyên nói, cô nói với ta mấy chuyện này để làm gì? Si Yêu Yêu đứng dậy, nàng ta bước tới trước mặt Diệp Huyên, thế này thì sao? Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ý của cô là. Si Yêu Yêu cười nói, mục đích của Bách Lý Đồ là muốn có được Mang Sơn kia, ngươi đi tới đó trấn thủ cho ta, sau khi trấn thủ được nơi này, ta sẽ chia cho ngươi 10% sản lượng mỗi năm của mạch khoáng cực phẩm Mang Sơn. Diệp Huyên trầm mặc. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, ở mức 10%, liền có 1 vạn tấm tạo hóa thần tinh, mà 1 vạn tấm tạo hóa thần tinh có thể khiến một vài bằng hữu của ngươi đạt tới ngự đạo cảnh.
Ngươi cũng đừng mặc cả trả giá, bởi vì nếu như ta cho quá nhiều, những người khác ở đạo chủng sẽ có suy nghĩ. Cuộc mua bán này, làm hay không? Diệp Huyên nhìn Si Yêu Yêu, tại sao không sai người khác đi? Si Yêu Yêu cười nói, nhìn thấy vừa rồi không? Không một ai xin đánh. Tại sao không xin đánh chứ? Bởi vì đi mang sơn chính là đi liều mạng. Bách Lý Đồ nổi tiếng là một kẻ điên, ai nguyện ý đi liều mạng với hắn chứ? Ngồi ở trong nhà chia tiền chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Huyên trầm mặc. Si Yêu Yêu cầm tách trà lên nhấp một ngụm, người lấy hơn 100 linh mạch từ đạo đỉnh tới vũ trụ ngũ duy. Vạn vật trong vũ trụ ngũ duy hiện giờ đều được hồi sinh, linh khí càng lúc càng tốt. Thế nhưng, người có biết vũ trụ ngũ duy hiện giờ thiếu cái gì nhất không? Thiếu cường giả, mà nếu như không có tạo hóa thần tinh, cho dù người có đạo kinh, cũng sẽ không thể khiến cho đám bằng hữu kia của người đạt tới ngự đạo cảnh. Nói đoạn, nàng ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên, bản thân ngươi cũng vậy. Diệp Huyên không nói gì. Si Yêu Yêu nói tiếp, đạo chủng có rất nhiều người muốn ngươi chết trong tay đạo đình, bởi vì bọn họ sợ, sợ ngươi lớn lên sẽ trở thành mối uy hiếp đến đạo chủng, mà đạo đình cũng muốn ngươi chết, có thể nói, hiện giờ bất luận là đạo chủng hay là đạo đình, đều muốn ngươi chết, chỉ khác là đạo chủng sẽ không chủ động giết ngươi. Nếu ngươi muốn thay đổi tình hình hiện tại của bản thân, chỉ có một cách, đó chính là tiếp tục chứng minh giá trị của ngươi. Diệp Huyên cười nói, giúp đạo chủng có thêm càng nhiều linh mạch. Si Yêu Yêu gật đầu, phải. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Si Yêu Yêu cười nói, ta trấn thủ vực thiên giới, tình hình của ta ở đây hiện giờ chẳng tốt là mấy, nếu ngươi có thể giúp ta, ta có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần một ngày ngươi còn ở vực thiên giới. Ta sẽ che chở cho ngươi, đạo đình giết ngươi, ta đánh đạo đình, đạo chủng giết ngươi, ta đánh đạo chủng. Diệp Huyên nhìn về phía Si Yêu Yêu, cô nương đang lừa ta sao? Si Yêu Yêu nhấp một ngụm trà linh, sau đó nói, ngươi còn có lựa chọn nào khác tốt hơn sao? Nếu như có, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Yêu Yêu cô nương, có một điểm ta vẫn chưa hiểu rõ. Mong cô nương có thể làm rõ nghi hoặc của ta. Si Yêu Yêu nói, ngươi hỏi đi. Diệp Huyên nói, ta với đạo chủng không hề có thù hận gì, sao đạo chủng lại cứ muốn ta chết chứ? Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên, trên người ngươi có đạo kinh, quyển đạo kinh đó không chỉ là thứ mà đạo đình muốn, mà cũng là thứ mà đạo chủng ta muốn. Hơn nữa, ngươi quá ưu tú đến nỗi khiến đạo đình kiêng dè, cũng khiến đạo chủng ta kiêng dè. Diệp Huyên khẽ nói, ta không có ý đối địch với đạo chủng, ta chỉ muốn tiêu diệt đạo đình mà thôi. Si Yêu Yêu cười nói, sau khi tiêu diệt đạo đình thì sao? Diệp Huyên trầm mặc. Si Yêu Yêu khẽ mỉm cười nói, tầm nhìn của bọn họ xa hơn ngươi. Bọn họ không chỉ nhìn mỗi hiện tại, mà còn nhìn cả tương lai sau này. Ngươi hiện giờ là chứng đạo cảnh, nếu như ngươi đạt tới ngự đạo cảnh, hoặc thành đạo thì sao? Chẳng hạn. Nếu niệm tỷ ngươi vẫn còn sống, cô ấy muốn mạch khoáng của vực thiên giới này, ngươi nói xem, đạo chủng ta đưa hay là không đưa đây? Diệp Huyên không nói gì. Si Yêu Yêu nói, bất luận là đạo đình hay đạo chủng ta, đều không muốn có một người mạnh giống như Mộ Niệm Niệm thứ hai xuất hiện, bởi vì điều này sẽ uy hiếp tới lợi ích của bọn ta, đặc biệt là Diệp Huyên ngươi, còn có 5 quyển đạo kinh kia nữa. Ngươi cho rằng bọn ta thật sự sẽ để ngươi thu thập toàn bộ đạo kinh sao? Không đâu. Nói đoạn, nàng ta khẽ mỉm cười, trên đời này, có nhiều lúc, ngươi quá ưu tú cũng chính là một loại tội, bởi vì ngươi sẽ uy hiếp tới người khác, cho dù ngươi không có ý muốn hại người. Cũng giống như một con rắn độc đi ngang qua trên đường, cho dù con rắn độc này không cắn người, nhưng người qua đường vẫn sẽ lựa chọn đánh chết nó, tại sao chứ? Bởi vì nó có thể sẽ uy hiếp tới mọi người, thế nên nó phải chết. Về phần Diệp Huyên ngươi. Ngươi so với con rắn độc kia còn là mối uy hiếp lớn hơn nhiều. Tất nhiên, bọn họ muốn ngươi chết, thì vẫn phải có một lý do, đó chính là nếu ngươi chết ở trong tay đạo đình, những kẻ đứng sau ngươi sẽ liều chết với đạo đình, lúc đó, đạo chủng có thể ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên nhìn về phía Si Yêu Yêu, ngươi không muốn ta chết trong tay đạo đình sao? Si Yêu Yêu cười nói, tại sao ta lại muốn ngươi chết trong tay đạo đình? Diệp Huyên nhìn thẳng Si Yêu Yêu, tại sao lại không muốn? Si Yêu Yêu cười nói, ta không thể đại diện cho toàn đạo chủng,
mà La Hầu bọn họ cũng không thể đại diện cho toàn đạo chủng. Diệp Huyên trầm mặc. Si Yêu Yêu cười nói, mặc dù ngươi không phải là ngự đạo cảnh, thế nhưng thực lực của ngươi đã vượt xa ngự đạo cảnh bình thường, quan trọng nhất là, ngươi là một người thông minh. Nếu như có ngươi giúp ta, tình hình của đạo chủng ta ở vực thiên giới này sẽ trở nên tốt hơn một chút. Mà ta cũng tin rằng ngươi tới vực thiên giới không phải đơn thuần chỉ là tới chơi, nếu đã như vậy, tại sao ngươi và ta không thể hợp tác chứ? Ta cần ngươi giúp đỡ, mà ngươi cũng cần ta giúp ngươi chống lại một số người mà hiện giờ ngươi không thể chống lại, ngươi thấy sao? Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn Si Yêu Yêu, hợp tác vui vẻ. Khóe miệng Si Yêu Yêu khẽ nhếch lên, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyên xoay người rời đi. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ngươi không đề cập đến những điều kiện khác sao? Bên ngoài đại điện truyền đến giọng nói của Diệp Huyên, nếu bây giờ đề cập tới, cô sẽ đồng ý sao? Bên trong đại sảnh, Si Yêu Yêu lắc đầu cười, đúng là một kẻ thông minh. Nói đoạn, nàng ta bưng tách trà lên uống cạn, sau đó nói, Mộng Nhất, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, tất cả cường giả của Mang Sơn đều do Diệp Huyên điều phái. Mộng Nhất xoay người rời đi, mà lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, điều 10 kẻ phá đạo cho hắn. Quân phá đạo, không phải tất cả mọi người ở đạo chủng đều là kẻ phá đạo, rất nhiều người thực ra đều là cường giả bồi dưỡng ra ở giai đoạn sau của đạo chủng. Ở đạo chủng có một nhánh quân đội vô cùng thần bí, nhánh quân đội này toàn bộ đều là kẻ phá đạo, sức chiến đấu vô cùng mạnh, cũng chỉ có nhánh quân đội này mới có thể đọ sức với quân bạch bào. Mà quân phá đạo, cho dù là Si Yêu Yêu, một trong tứ vương, cũng chỉ có thể điều động 50 người. Đây là quân đội nòng cốt của đạo chủng, không có cái thứ hai. Mộng Nhất do dự một chút, sau đó đang định nói thì Si Yêu Yêu khẽ nói, ngươi cũng đi đi, hắn ta sai ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Mộng Nhất không hỏi thêm câu nào nữa, xoay người rời đi. Bên trong điện, Si Yêu Yêu xoay tách trà trong tay, khẽ nói, truyền lệnh cho La Hầu, Diệp Huyên hiện giờ là người của ta. Ai ở đạo chủng cũng không được phép có ý đồ với hắn, bằng không, đừng trách ta trở mặt. Rõ. Bên trong đại điện, một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Huyên đi về phía Mang Sơn. Trên đường đi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi tin người phụ nữ đó sao? Diệp Huyên khẽ đáp, trước mắt ta không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, người phụ nữ này vô cùng không đơn giản, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Nói đoạn, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Vũ trụ ngũ duy hiện giờ cần nhất là thứ gì? Là cường giả. Mà muốn bồi dưỡng ra cường giả thì bắt buộc phải có tạo hóa thần tinh. Đống tạo hóa thần tinh mà hắn có được trước đó, quá ít ỏi rồi. Mà hiện giờ... Nơi duy nhất có tạo hóa thần tinh là vực thiên giới này, thế nhưng, miếng thịt mỡ này đã bị đạo đình và đạo chủng chiếm giữ. Bản thân có thể đoạt đồ ăn nơi miệng hổ sao? Diệp Huyên trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói, Chi Mệnh, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ niệm tỷ rốt cuộc đã đạt tới loại trình độ nào? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, thực lực của nàng ấy, chắc chắn ở trên thành đạo. Trên thành đạo. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Trên thành đạo lại là cảnh giới gì chứ? Còn có Thanh Nhi nữa. Nàng ta đã đạt tới loại trình độ nào? Võ đạo với kiếm đạo này, thực sự không có điểm cuối sao? Lúc này, ở phía xa đột nhiên hiện ra một dãy núi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía dãy núi đó, Mang Sơn. Diệp Huyên đang định tăng tốc, thì phía xa đột nhiên có hơn 100 người đang lao về phía bên này. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chẳng mấy chốc, hơn 100 người kia đã tới trước mặt hắn, thế nhưng, đám người này không có dừng lại, mà tiếp tục xông về phía trước, thế nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị một người con gái cản lại. Mộng Nhất. Đới đao thị vệ ở bên cạnh Si Yêu Yêu. Phía sau Mộng Nhất còn có 10 người, khí tức của 10 người này thâm sâu tựa bầu trời sao thăm thẳm, cực kỳ lớn mạnh. Nhìn thấy Mộng Nhất. Đám người đó liền vội cung kính hành lễ. Mộng Nhất lạnh lùng liếc nhìn đám người đó một cái, Mang Sơn thất thủ rồi. Một người đàn ông dẫn đầu giọng run run nói, Mộng Nhất cô nương,
Bách Lý Đồ đó đã đánh đến Mang Sơn, thống lĩnh Mục Phong đã bị bắt, bọn ta thất thủ rồi. Mộng Nhất nhíu mày, nàng liếc nhìn về phía Mang Sơn, cuối cùng nàng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng đã nghe được lời của người đàn ông kia. Mang Sơn thất thủ rồi. Diệp Huyên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Mộng Nhất đột nhiên chỉ tay về phía Diệp Huyên nói, hắn chính là thống lĩnh mới của các ngươi. Nghe vậy, đám người đang có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên, sắc mặt cổ quái. Lúc này, Mộng Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, từ giờ, bọn họ đều sẽ nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, để bọn họ quay về đi. Mộng Nhất nhíu mày nhìn Diệp Huyên, là ý gì? Diệp Huyên liếc nhìn đám người kia một cái, mặt không cảm xúc, cô xem, bọn họ đều đã bị dọa sợ rồi, còn cần bọn họ làm gì nữa chứ? Nghe vậy, đám cường giả đang có mặt kia bỗng phẫn nộ, người đàn ông lên tiếng lúc trước nhìn chằm chằm Diệp Huyên, các hạ là đang sỉ nhục bọn ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt của người đàn ông bỗng trở nên dữ tợn, có điều gã ta không động thủ, mà cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên bước đến trước mặt người đàn ông, hắn giơ tay chỉ vào ngực mình, đánh tại. Ngươi dám sao? Hai tay người đàn ông nắm chặt, nhưng lại không dám ra tay. Gã ta không hề quên lời của Mộng Nhất, Diệp Huyên hiện giờ là thống lĩnh của bọn họ. Diệp Huyên liếc nhìn hơn 100 người đang có mặt kia, hơn 100 người, không một người nào có gan cả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, người đàn ông kia đột nhiên phẫn nộ nói, ngươi sỉ nhục bọn ta. Đám cường giả đang có mặt cũng phẫn nộ nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước chân, hắn xoay người lại nhìn về phía đám người đó, ta thấy các ngươi một lượt, toàn bộ đám người các ngươi, chẳng có lấy một người bị thương, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa Bách Lý Đồ đó chẳng tốn hơi sức nào đã chiếm được Mang Sơn. Mà các ngươi chẳng có lấy một người phản kháng, đúng chứ? Nghe vậy, sắc mặt của đám cường giả đang có mặt kia bỗng trở nên khó coi. Bọn họ quả thực không có phản kháng liền đã bỏ chạy rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của đám người đang có mặt, sắc mặt của Mộng Nhất dần dần trở nên lạnh lùng. Diệp Huyên cười giễu cợt một tiếng, nói các ngươi không có gan, ta đã nói sai sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, người đàn ông kia đột nhiên cản ở trước mặt Diệp Huyên. Gã ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người biết Bách Lý Đồ khủng bố nhường nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông gần giọng nói, thế người dựa vào đâu mà sỉ nhục bọn ta? Diệp Huyên trầm mặc. Đám cường giả đang có mặt kia nhao nhao bắt đầu chỉ trích Diệp Huyên, thậm chí một vài tên trong số đó muốn động thủ. Sắc mặt của Mộng Nhất đang ở một bên vô cùng khó coi. Diệp Huyên nhìn về phía Mộng Nhất, cô nương. Xưng hô thế nào? Mộng Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, Mộng Nhất. Diệp Huyên gật đầu, Mộng Nhất cô nương, vừa rồi cô nói bọn họ đều do ta quản. Mộng Nhất gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn về phía đám người kia, ta đồng ý cho các ngươi một cơ hội, giờ ta sẽ đi đoạt lại Mang Sơn, các ngươi có ai nguyện ý cùng đi với ta không? Không ai lên tiếng. Người đàn ông kia cười khẩy, người đây là đi tìm đường chết. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một nhát. Xoẹt. Người đàn ông kia còn chưa phản ứng lại, đầu liền trực tiếp bay đi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều chết lặng. Diệp Huyên giết người rồi. Mộng Nhất cũng có chút sững sờ, nàng cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ đột nhiên ra tay giết người. Diệp Huyên liếc mắt nhìn đám người kia một cái, trấn thủ Mang Sơn, là chức trách của các ngươi, thế nhưng các ngươi chưa đánh đã chạy. Chắp tay dâng Mang Sơn nhường cho quân địch, ta xin hỏi các ngươi thật sự vẫn còn mặt mũi để quay về sao? Cho dù là quay về, chẳng lẽ lúc các ngươi đối mặt với yêu vương không thấy hổ thẹn sao? Lúc này, một người đàn ông tay cầm trường thương trầm giọng nói, Bách Lý Đồ rất mạnh. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông tay cầm thương kia, thua không đáng sợ, đáng sợ chính là chưa đánh đã nhận thua. Nói đoạn. Hắn nhìn về phía Mộng Nhất cô nương, truyền lệnh xuống, hôm nay tất cả thủ tướng Mang Sơn chưa đánh đã chạy, đem tên của tất cả thủ tướng Mang Sơn khắc lên bia đá, sau đó đặt ở trước đại điện của đạo chủng,
để cho toàn bộ cường giả của đạo chủng ta cùng xem. Không những thế, còn phải thông cáo toàn đạo chủng. Nghe vậy, sắc mặt của hơn 100 người đang có mặt kia trở nên vô cùng khó coi. Mộng Nhất liếc nhìn Diệp Huyên một cái, ta đi sắp xếp. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta đi mang sơn thôi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa xa. Mộng Nhất lạnh lùng liếc nhìn hơn 100 người đang có mặt một cái, sỉ nhục. Nói đoạn, nàng dẫn theo 10 kẻ phá đạo sau lưng đuổi theo sau. Hơn 100 người đang có mặt kia không có đào tẩu, tập thể hơn 100 người đều im lặng. Lúc này, một người đang có mặt đột nhiên hỏi, người đàn ông đó là ai? Người đàn ông cầm thương liếc nhìn tia kiếm quang phía xa một cái, hắn chắc hẳn chính là cái tên Diệp Huyên kia. Diệp Huyên. Một người đang có mặt kêu lên, chính là cái tên Diệp Huyên đã giết hết toàn bộ thiên tài của đạo đình trên chiến trường luyện ngục. Một người khác kêu lên, chính là hắn ta. Hắn chính là cái tên Diệp Huyên đã đi khiêu chiến với chân võ thần quân. Đột nhiên có người hỏi, hắn từng đấu với Bách Lý Đồ rồi sao? Người đàn ông cầm thương gần giọng nói, chư vị, nếu như chúng ta cứ quay về như thế này, vậy thì chúng ta thật sự đã trở thành một sự sỉ nhục của toàn đạo chủng rồi. Nói xong, gã trực tiếp xông lên. Vài người đang có mặt cũng vội vàng lao theo sau. Có điều không nhiều, chỉ có chưa tới 30 người. Những người còn lại đều không lựa chọn đi theo. Bởi theo như đám người còn lại thấy, đám người xông lên này chẳng khác nào đi nộp mạng. Ở phía xa, Mộng Nhất đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, chỉ có chúng ta. Diệp Huyên dừng bước chân, hắn xoay người lại nhìn về phía 10 người bên cạnh Mộng Nhất kia, 10 người đều đang nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt của 10 người đó vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyên gật đầu, đủ rồi. Mộng Nhất đang định nói, thì lúc này, đám người của người đàn ông cầm thương kia đột nhiên từ phía xa lao đến. Mộng Nhất nhìn về phía đám người của người đàn ông cầm thương kia, trong mặt lộ ra một tia vô cùng ngạc nhiên. Đám người của người đàn ông cầm thương kia bước đến trước mặt Diệp Huyên, bọn ta đi cùng ngươi. Diệp Huyên hỏi, xưng hô thế nào? Người đàn ông cầm thương đáp, Triệu Tiến. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Mộng Nhất cô nương, bảo 10 người phía sau cô đi giết hết toàn bộ những kẻ không đến. Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt đều ngây người. Mộng Nhất cũng ngây người. Giết hết toàn bộ. Nhìn thấy Mộng Nhất không phản ứng lại, Diệp Huyên cười nói, lời ta nói không có tác dụng chứ gì. Mộng Nhất nhìn Diệp Huyên, chuyện này can hệ trọng đại, ta cần xin chỉ thị của Yêu Vương. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía 10 kẻ phá đạo kia, Yêu Vương có nói các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. 10 người gật đầu. Diệp Huyên cười nói, bây giờ, ta hạ lệnh cho các ngươi giết hết toàn bộ đám người đó, sau đó mang đầu của bọn chúng xếp trước đại điện đạo chủng. 10 người khẽ hành lễ, rồi xoay người rời đi. Mộng Nhất kia đang định nói thì Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, Mộng Nhất cô nương, ta không cần cô nữa. Mộng Nhất nhìn về phía Diệp Huyên nhìn Mộng Nhất, vốn tưởng rằng Mộng Nhất cô nương sẽ có sự khác biệt, thế nhưng hiện giờ xem ra, cùng một loại mặt hàng. Nói đoạn, hắn nhìn về phía đám người Triệu Tiến, Bách Lý Đồ rất đáng sợ. Đám người đó gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyên chỉ về phía bản thân, nhớ kỹ, ta tên là Diệp Huyên, ta sẽ để cho các ngươi hiểu cái gì mới gọi là đáng sợ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đám người Triệu Tiến đang có mặt liếc nhìn nhau một cái, sau đó đuổi theo sau. Vẻ mặt của Mộng Nhất u ám, không biết đang suy nghĩ gì. 10 người phá đạo kia không hề làm trái mệnh lệnh của Diệp Huyên, bọn họ thật sự đã đem hơn 70 người kia giết hết, đồng thời đem đầu của hơn 70 người đó bị xếp ở trước cửa đại điện đạo chủng. Xếp một cách rất chỉnh tề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả của toàn Bắc Huyên đều kinh hãi. Hơn 70 người toàn bộ đều bị Diệp Huyên hạ lệnh giết chết. Vô số cường giả kéo tới trước đại điện đạo chủng, tiếng mắng chửi không dứt bên tai, thậm chí có một vài người cầu kiến CEO, yêu cầu ngay lập tức phải bãi miễn chức thống lĩnh của Diệp Huyên, đồng thời giết chết Diệp Huyên để xóa tan cơn tức giận của mọi người. Bên trong đại điện, CEO đang rất nhàn nhã uống trà,
không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một người con gái bước vào trong đại điện. Chính là Mộng Nhất. Si Yêu Yêu nhìn về phía Mộng Nhất, hắn bảo các ngươi quay về. Mộng Nhất gật đầu. Si Yêu Yêu cười nói, tại sao? Mộng Nhất trầm giọng nói, hắn muốn giết hơn 70 người kia, ta không đồng ý, thế nên hắn bảo ta quay về. Si Yêu Yêu cười nói, trước khi ngươi đi, ta đã nói gì với ngươi? Mộng Nhất bỗng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc sau, nàng chậm chậm quỳ xuống, Ngô Vương. Hai mắt Si Yêu Yêu chậm rãi nhắm lại, ta coi ngươi như là muội muội, nhưng ngươi lại quên mất thân phận của mình, trở về đạo chủng đi. Nơi này không phù hợp với ngươi. Nghe vậy, Mộng Nhất run giọng nói, Ngô Vương, liệu có thể? Si Yêu Yêu nhìn về phía Mộng Nhất, có biết tại sao hắn lại giết hơn 70 người kia không? Mộng Nhất lắc đầu. Si Yêu Yêu khẽ đáp, vấn đề lớn nhất hiện giờ của đạo chủng ta là gì? Là sợ hãi bạch bào, sợ hãi quân bạch bào. Nói đoạn, nàng ta bước tới cửa đại điện, nhìn thấy rất nhiều người ở bên ngoài đại điện vẫn đang chửi bới Diệp Huyên, khóe miệng nàng ta hiện lên một tia giễu cợt, người xem, đến giờ vẫn có rất nhiều người đang chửi Diệp Huyên, nhưng bọn họ lại phớt lờ chuyện hơn 70 người kia chưa đánh đã chạy. Tại sao lại phớt lờ chứ? Bởi vì theo bọn họ thấy, đối diện với quân bạch bào, chúng ta nên thua, hành vi của đám người chưa đánh đã chạy kia là bình thường, xét cho cùng thì quân bạch bào mạnh như vậy. Nói đến đây, Si Yêu Yêu nhìn về phía cuối đường chân trời, trong mắt nàng ta có một tia hưng phấn, ta thực sự càng lúc càng thấy thích cái tên Diệp Huyên này rồi. Mang Sơn. Mang Sơn lúc này đã bị đạo đình chiếm lĩnh. Diệp Huyên trực tiếp đưa hơn 30 người lên bầu trời trên Mang Sơn, ngoài 30 mấy người này, còn có 10 người phá đạo. Trên không, Diệp Huyên nhìn xuống Mang Sơn bên dưới, không biết đang nghĩ gì. Sau lưng Diệp Huyên, nhóm người Triệu Tiến đều đang nhìn Diệp Huyên. Bọn họ đương nhiên đã nghe nói đến Diệp Huyên, hắn đã dẫn theo yêu nghiệt thiên tài của đạo chủng chi địa mà giết sạch đám người Quan Sơn của đạo đình. Thế nhưng, Bách Lý Đồ này không phải là Quan Sơn, Bách Lý Đồ này đã là cao thủ siêu cấp thành danh rồi. Diệp Huyên có thể đánh được Bách Lý Đồ này sao? Ngay lúc này, một luồng hơi thở đột nhiên phóng thẳng lên trời từ trong Mang Sơn kia, ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện trước mặt nhóm người Diệp Huyên. Người đàn ông quan sát nhóm người Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra đâm. Xoẹt! Đầu người đàn ông lập tức bay đi. Máu tươi bắn tung tóe. Trong sân, mọi người đều ngây người. Cứ vậy là bị giết rồi. Ngay cả màn dạo đầu cũng không có. Diệp Huyên thu kiếm vào vỏ, lúc này, Mang Sơn bên dưới, một luồng huyết mang đột nhiên phóng thẳng lên trời, trong huyết mang đó còn có một thanh đao máu. Thấy vậy, sắc mặt nhóm người Triệu Tiến đều nghiêm trọng hơn. Kẻ điên Bách Lý Đồ. Trong không trung, Diệp Huyên bất chợt đâm kiếm ra, một tia sáng lạnh lóe lên. Ầm. Huyết mang kia trực tiếp đâm vỡ, lan ra tạo thành cả một khoảng đỏ như máu chấn động toàn không gian. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông cởi trần, tóc xõa ngang vai, tay cầm một thanh huyết đao như thể được ngưng tụ từ máu huyết. Bách Lý Đồ. Người xưng là kẻ điên. Mà phía sau Bách Lý Đồ còn có hơn 30 người, 30 người này ai ai cũng có sát khí mạnh mẽ trên người, vừa nhìn đã biết là thiết huyết chi sư. Bạch Bào Quân. Nhóm người Triệu Tiến sau lưng Diệp Huyên so với hơn 30 ngày này, quả thực cách biệt như trời và đất. Không chỉ đơn thuần thực lực, mà còn cả về khí chất. Bách Lý Đồ nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, người chính là Diệp. Ông ta còn chưa nói dứt câu. Diệp Huyên đã biến mất tại chỗ. Bách Lý Đồ sững người. Đã muốn động thủ rồi sao? Không khua môi múa mép một hồi sao? Không nghĩ nhiều, Bách Lý Đồ một tay nâng huyết đao trong tay lên bổ mạnh xuống đất, một vùng huyết quang đột nhiên bao phủ cả bầu trời, trong vùng huyết quang này tản ra sát ý và sự hung tàn vô cùng kinh khủng. Nhóm người Triệu Tiến sau lưng Diệp Huyên cũng biến sắc, đồng loạt lùi lại. Bởi vì bọn họ không thể ngăn cản được sự hung tàn và sát ý này được, chỉ dù chỉ mấp mé cũng không thể.
nhưng 10 người phá đạo không hề lùi bước, hơn 30 người sau lưng Bách Lý Đổ cũng không hề lùi. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng dừng lại, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện. Huyết vực. Khoảnh khắc khi huyết vực này xuất hiện, biển máu kia thoáng chốc đã bị hắn hấp thụ sạch sẽ, kể cả hơi thở hung tàn và sát ý kia, toàn bộ đều bị hắn hút sạch. Thấy vậy, mọi người trong sân đều ngây người, ngay cả Bách Lý Đổ cũng vậy. Bách Lý Đổ có phần khó tin nhìn Diệp Huyên, sao có thể? Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc hắn có chút phấn khích. Bởi vì hắn phát hiện, nơi thích hợp với hắn nhất chính là chiến trường. Nhất là đại chiến trường. Trong đại chiến trường, có biết bao nhiêu sát ý và hơi thở hung tàn cùng với máu huyết chứ? Mà những thứ này, hắn đều có thể hấp thụ hết. Ở phía xa, Bách Lý Đổ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này, ánh mắt ông ta nặng nề hơn. Đối với Diệp Huyên, đương nhiên ông ta cũng có biết. Có thể nói, thù hận của đạo đình với Diệp Huyên còn cao hơn cả với đạo chủng chi địa. Lúc này, Diệp Huyên mở hai mắt, trong mắt hắn là cả một màu đỏ máu, phối với mái tóc bạc trắng, Diệp Huyên lúc này trông giống hệt như một đại ma đầu. Diệp Huyên nhìn Bách Lý Đồ, ngón cái tay trái đột nhiên ấn vào chuôi kiếm, thanh kiếm khẽ run lên. Bách Lý Đồ lại đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, ông ta đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, bổ xuống một đao. Động tác không hề màu mè làm dáng, mà chỉ một đao đơn giản. Diệp Huyên không hề phòng thủ, mà đâm ra một kiếm, ầm. Xoẹt. Trong tầm mắt của mọi người, một kiếm của Diệp Huyên đâm vào ngực Bách Lý Đồ, mà đao của Bách Lý Đồ cũng bổ xuống đầu hắn, cả người Diệp Huyên run lên, đầu hắn lúc này lại nứt ra. Thế nhưng, thân thể hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ được một đao này. Mà Bách Lý Đồ lại không thể đỡ được một kiếm của Diệp Huyên. Bách Lý Đồ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, dùng thương đổi mạng. Nói rồi, thân thể ông ta dần dần trở nên hư ảo. Ông ta thua rồi. Không phải thua ở sự tàn nhẫn, mà thua vì thân xác. Kết thúc rồi. Trong sân, toàn bộ cao thủ đều ngây người. Hai người vừa gặp mặt, vừa giao đấu hai lần, sau đó trận chiến đã kết thúc rồi. Trong sân, hơn 30 người phía sau Bách Lý Đồ đều nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không ai lùi lại. Đột nhiên Diệp Huyên quay người nhìn nhóm người đang sửng sốt, đợi gì nữa? Nhóm người Triệu Tiến mới định thần lại, bọn họ nhìn hơn 30 vị quân bạch bào kia, có chút do dự. Đối với quân bạch bào, trong lòng bọn họ dù sao cũng có chút e sợ. Diệp Huyên bỗng nói, sợ, thì sẽ thua cả đời. Nhóm người Triệu Tiến im lặng. Diệp Huyên nhìn bọn họ, thân dưới có trứng thì gọi là đàn ông là thế nào chứ? Đàn ông, có thể khóc, có thể thua, thậm chí có thể chết, nhưng không thể sợ. Mà các người hiện tại, tự mình nhìn mình xem, còn xem là đàn ông gì chứ? Sắc mặt mấy người Triệu Tiến vô cùng khó coi, lời của Diệp Huyên, giống như một lưỡi đao sắc bén. Nhưng vẫn không ai dám động. Lúc này, 10 người phá đạo kia muốn ra tay thì Diệp Huyên lại ngăn bọn họ lại. Những người phá đạo này không hề kém quân bạch bào, dù là thực lực hoặc là tâm cảnh. Hắn muốn rèn luyện đám người Triệu Tiến. Mà hiện tại mấy người Triệu Tiến không ra tay, trong lòng Diệp Huyên bất giác cũng thở dài. Giống như trong giới thế tục, một người ức hiếp ngươi, ngươi cảm thấy mình đánh không lại hắn, nên không dám đánh trả. Nhưng, ngươi cho rằng hắn ức hiếp ngươi một lần thì sẽ kết thúc sao? Không. Hắn sẽ luôn ức hiếp ngươi. Tại sao? Bởi vì hắn cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. Mà chỉ cần ngươi đánh trả, cho rằng ngươi đánh thua. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không dám ức hiếp ngươi nữa. Bởi vì ngươi không dễ bị ức hiếp đến vậy. Khi còn ở Thanh Thành, hắn đã hiểu sâu sắc chuyện này. Làm người, có thể thua, thậm chí có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể sợ. Ngươi dám ức hiếp ta, lão tử sẽ đánh chết ngươi, đánh không lại cũng không quan trọng, lão tử dám đánh, ngươi đến một lần, lão tử đánh một lần, ngươi cứ đến thì lão tử cứ đánh. Mà đám người Triệu Tiến trước mặt lúc này ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Thực lực. Thật ra,
đám người Triệu Tiến cũng là chứng đạo cảnh, cảnh giới không thấp hơn quân bạch bào kia. Nhưng, giống như vài người ở giới thế tục, hắn biết thực lực những người đó không kém hơn kẻ khác, nhưng họ lại không dám đánh trả. Diệp Huyên nhìn đám người Triệu Tiến, ta với đạo đình là tử địch, nhưng bây giờ, ta kính trọng quân bạch bào, mà ta lại xem thường các người. Cao thủ khiêu chiến kẻ yếu thì chẳng có bản lĩnh gì, kẻ yếu khiêu chiến cao thủ, đó mới thật sự là đàn ông chân chính. Các ngươi đi đi, quay về đạo chủng chi địa đi, bởi vì các người không xứng đi theo Diệp Huyên ta. Diệp Huyên ta không giống đám nhát gan như các người. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt đám người Triệu Tiến trong sân trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, Triệu Tiến đột nhiên đi ra, nở nụ cười hung tợn nói, các huynh đệ, không tranh bánh bao thì giành khí thế, hôm nay chúng ta để Diệp Huyên hắn xem, chúng ta có phải kẻ nhát gan hay không, cùng lắm thì chết mà thôi, có gì sợ chứ. Nói xong, gã lập tức xông ra. Phía sau Triệu Tiến, những người khác cùng ồ ạt xông lên. Ở phía xa, những vị quân bạch bào kia cũng không bỏ chạy, dù bọn họ e sợ Diệp Huyên, nhưng cũng không một ai bỏ chạy. Khi đám người Triệu Tiến xông đến, hơn 30 người này cũng ồ ạt ra tay. Rất nhanh, đại chiến đã diễn ra. Thế nhưng, đại chiến vừa bắt đầu, đám người Triệu Tiến lập tức bị áp chế. Thực lực vẫn có chênh lệch. Ngay sau đó, bên đạo chủng chi địa đã bắt đầu có người chết. Diệp Huyên vẫn như cũ không có ý định ra tay. Hắn cũng không thương xót những người này, gồm chính hắn, đến vực thiên giới cũng không phải để chơi đùa, ở nơi này, phải chuẩn bị có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Trong sân, càng lúc càng có nhiều cao thủ đạo chủng chi địa ngã xuống, mà Diệp Huyên vẫn không hề có ý định ra tay. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là nửa canh giờ, đạo chủng chi địa sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt toàn quân. Mà đến hiện tại, quân bạch bào kia lại chưa chết người nào. Diệp Huyên cứ nhìn như vậy, hắn đang đợi, đợi đến khi ánh mắt đám người Triệu Tiến xuất hiện chiến ý không e sợ. Đám người Triệu Tiến hiện tại, ánh mắt dù có chiến ý, nhưng vẫn có sự sợ sệt. Cũng chính vì nguyên do như vậy, mà đám người Triệu Tiến không hoàn toàn quên đi sống chết. Những người này đang đợi, đợi gì? Đợi Diệp Huyên hắn ra tay. Theo đám Triệu Tiến thấy thì chắc chắn Diệp Huyên sẽ ra tay. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, bọn họ vẫn luôn đặt hy vọng trên người Diệp Huyên. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên đưa theo 10 bị phá đạo quay người rời đi. Thấy vậy, đám người Triệu Tiến kia lập tức ngây người. Diệp Huyên đi rồi. Đi rồi. Lúc này, những người kia bỗng chốc sụp đổ. Trong sân, 6 cao thủ đạo chủng chi địa lập tức quay người bỏ chạy. Vốn dĩ, bọn họ vẫn luôn đợi Diệp Huyên ra tay, Diệp Huyên chính là hy vọng của bọn họ, bởi vì bọn họ biết, bọn họ chắc chắn không thể đánh được quân bạch bào này, nhưng, bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại trực tiếp bỏ đi như vậy. Bỏ rơi bọn họ. Không còn hy vọng. Rất nhiều người lập tức bỏ chạy. Nhưng, cũng còn 10 mấy người không hề bỏ đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, bọn họ biết hôm nay mình chắc chắn phải chết. Nếu đã phải chết, thì cũng phải kéo theo một tên chịu tội thay. Lúc này, Triệu Tiến đột nhiên điên cuồng cười lớn, dù có chết, lão tử cũng phải đổi lấy một tên. Vừa dứt lời, gã lập tức lao ra. Lúc này, gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ chết. 10 mấy người còn lại cũng như vậy. Lúc này, khí thế đám người Triệu Tiến so với lúc trước đã khác hoàn toàn. Khi một người ngay cả chết cũng chẳng sợ, chính là lúc bọn họ thoát xác. Trên chiến trường, ai không sợ chết thì kẻ đó mới không chết dễ dàng như vậy. Kẻ thù gặp nhau, kẻ gan dạ chắc chắn sẽ thắng. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong sân. Xoẹt! Ngay sau khi kiếm quang xuất hiện, một cao thủ quân bạch bào trong sân lập tức đã bị bay đầu. Tiếp đó, một luồng kiếm quang đan xen lướt ngang khắp trong đám người quân bạch bào, mỗi tiếng chém vang lên là lại có một cao thủ ngã xuống. Sắc mặt những cao thủ quân bạch bào kia thay đổi, vội vàng áp sát vào nhau, thế nhưng, luồng kiếm quang kia đã dễ dàng phá vỡ thế trận của bọn họ. Một lúc sau, hơn 30 cao thủ quân bạch bào, toàn bộ đều ngã dưới đất.
Những quân bạch bào này tuy không phải đối thủ của Diệp Huyên, nhưng hắn muốn giết chết bọn họ nhanh như vậy thì không thể, nhưng, nếu có thêm những kẻ phá đạo kia thì hoàn toàn có thể. Diệp Huyên thu kiếm về, hắn đi đến trước mặt đám người Triệu Tiến, lúc này chỉ còn lại 12 người mà 12 người này đều bị thương nặng. Diệp Huyên hình nhóm Triệu Tiến, kể từ bây giờ, các người cứ đi theo ta. Ngay lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn bầu trời, bên cạnh hắn, một phá đạo trầm giọng nói, vừa nhận được tin, đạo đình cử cao thể đến viện trợ rồi. Người đến là Phù Tô, chiến tướng đứng đầu quân Bạch Bào, người này đứng đầu quân Bạch Bào, sức mạnh vạn người cũng không chống lại được. Nói rồi, ông ta chợt ngừng lại, rồi nói tiếp, hắn dẫn theo 300 thiết kỵ Bạch Bào, đây là những kỵ binh tinh nhuệ nhất trong quân Bạch Bào, cũng có thể nói là nhóm thiết kỵ tinh nhuệ nhất của đạo đình, ngoài ra, còn có 6 cao thủ cấp bậc thần quân. Phàm là có thể được phong thần quân thì đều là cao thủ ngự đạo cảnh. Diệp Huyên đột nhiên quay người, hắn nhìn nơi chân trời phía xa, phải thêm tiền. Đám người Triệu Tiến ngây người. Đạo gia thành. Trong đại điện, Sĩ Yêu Yêu chậm rãi uống trà, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, giá cả hợp lý, tiêu diệt cả đạo đình. Sĩ Yêu Yêu chợt dừng lại. Trong điện, Sĩ Yêu Yêu im lặng không nói. Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. Hướng hắn đi không phải là Mang Sơn. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu chợt nói, lấy 40% lợi nhuận mạch khoáng cực phẩm của Mang Sơn làm tiền công. Diệp Huyên ngừng lại, hắn quay người đi về phía Mang Sơn. Trong điện, Sĩ Yêu Yêu nhìn ra ngoài điện, người có thể không? Diệp Huyên không buồn quay đầu, cô nói về phương diện nào? Sĩ Yêu Yêu ngây người, sau đó lắc đầu cười, thú vị đấy. Nói rồi, nàng ta đứng dậy đi ra ngoài đại điện, lúc này, những cao thủ đảo chủng chi địa kia liền vội vàng đi đến trước mặt Sĩ Yêu Yêu, một ông lão trong đó thấp giọng nói, Yêu Vương. Diệp Huyên kia mất sạch nhân tính, lại giết chết nhiều người đảo chủng chi địa ta như vậy. Sĩ Yêu Yêu đột nhiên đánh ra một quyền. Lời ông lão kia còn chưa dứt thì người lập tức đã bị một quyền đánh thành hư vô. Trong sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Sĩ Yêu Yêu nhìn mọi người trong sân, khẽ cười nói, nào, tiếp tục nói đi. Mọi người nào dám nói gì chứ? Sĩ Yêu Yêu nhìn mọi người, cười nói. Làm gì cũng không được, đấu nội bộ thì đứng đầu. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, ai dám không chiến mà lui, giết không tha. Còn nữa, những người trên sân hôm nay, toàn bộ đều cách chức, lập tức quay về đảo chủng chi địa. Nghe vậy, mọi người trong sân đều biến sắc. Quay về đảo chủng chi địa. Là muốn đuổi bọn họ đi sao? Yêu Vương nhìn mọi người trong sân, vẻ mặt lành dần, 10 giây sau. Nếu các ngươi còn ở đây, ta sẽ khiến các ngươi hoàn toàn biến mất. Nghe thấy lời của Sĩ Yêu Yêu, những cao thủ kia vội vàng chạy đi. Sĩ Yêu Yêu chậm rãi nhắm mắt lại, truyền lệnh xuống, toàn bộ cao thủ vô song lập tức tiến đến Mang Sơn. Sau khi đến Mang Sơn thì Diệp Huyên chính là thống lĩnh vô song, thấy Diệp Huyên cũng như thấy ta. Vô song. Thân binh của nàng ta, chỉ có 500, tuy không so được với kẻ phá đạo. Nhưng đều là những người xuất sắc. Rất nhanh sau đó, hơn 500 luồng hơi thở hùng mạnh từ trong đạo chủng thành phóng thẳng lên trời, tiến đến Mang Sơn. Sĩ Yêu Yêu mở bừng mắt nhìn bầu trời, khẽ cười nói, giá tiền hợp lý, diệt sạch đạo đình, được lắm, đúng là một tiểu tử thú vị. Mang Sơn. Khi Diệp Huyên đi vào Mang Sơn, lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở thần phẩm thuần khiết. Mạch khoáng cực phẩm. Lúc này, trong lòng Diệp Huyên lại nổi lên lòng tham. Nếu vũ trụ ngũ duy cũng có mạch khoáng cực phẩm như vậy, thì vũ trụ ngũ duy cũng sẽ xuất hiện nhiều cao thủ hơn. Quan trọng hơn là, mạch khoáng cực phẩm này đối với vũ trụ ngũ duy cũng có lợi ích vô cùng lớn. Bởi vì linh khí thuần khiết. Ở vũ trụ ngũ duy hiện tại, mặc dù linh khí đã khôi phục lại rất nhiều, nhưng cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Nhất là bản nguyên chi khí của vũ trụ ngũ duy vô cùng ít, mà bản nguyên chi khí này không chỉ một ít mạch khoáng là có thể giải quyết. Tuy động tâm nhưng hắn biết, bây giờ mình vẫn chưa thể đụng vào linh mạch cực phẩm này được, bởi vì dù là đạo đình hay là đảo chủng chi địa,
cũng sẽ không cho hắn linh mạch cực phẩm này. Phải từ từ. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay người, trước mặt hắn không xa, có một người đàn ông đứng đó, người đàn ông mặc áo đen, trong tay cầm quạt giấy. Phù Tô. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt mấy vị kẻ phá đạo bên cạnh Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng. Phù Tô này không giống như Bách Lý Đồ, đối phương cũng chính là nhân vật cốt cán của đạo đình. Phía sau Phù Tô còn có 6 ông lão. 6 vị thần quân. Toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh cao. Mà phía chân trời phía sau 6 ông lão này là một nhóm thiết kỵ. Thiết kỵ bạch bào. Diệp Huyên nhìn Phù Tô, sau đó nói, các người lùi sang một bên. Đám người Triệu Tiến nhìn Diệp Huyên, sau đó lùi sang bên cạnh. Lúc này, tuy ánh mắt hắn có chút nặng nề nhưng không hề e sợ. Mấy vị kẻ phá đạo kia cũng lùi sang bên cạnh. Ở phía xa, Phù Tô nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, sớm đã nghe đến đại danh của ngươi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Diệp Huyên liếc nhìn đám người sau lưng Phù Tô, sau đó cười nói, đấu đơn hay đấu nhóm? Phù Tô nhìn Diệp Huyên, đấu đơn, hẳn là ta và ngươi đấu đơn. Đấu nhóm thì sao? Diệp Huyên cười nói, ta đánh tất cả các ngươi. Lời này vừa thốt ra, đám người Triệu Tiến trong sân lập tức cứng đờ. Đánh cả đám. Nghiêm túc sao? Mấy vị kẻ phá đạo kia cũng nhìn Diệp Huyên, trong lòng bọn họ cũng vô cùng chấn động. Diệp Huyên muốn đánh cả đám. Ở phía xa, Phù Tô nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt tươi cười trên gương mặt y đã biến mất. Diệp Huyên là tự tin hay là có chuẩn bị? Phù Tô lắc đầu, tuy Diệp Huyên rất yêu nghiệt, nhưng chắc chắn không thể đánh được tất cả bọn họ. Có âm mưu. Phù Tô liếc nhìn xung quanh, thế nhưng, y không hề phát hiện người nào khác. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên cười nói, yên tâm. Không có người khác. Nói xong, hắn cầm kiếm đi về phía Phù Tô. Diệp Huyên vừa đi, thân thể hắn đã dần trở nên đỏ rực. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực, thế nhưng hắn không hoàn toàn tiến vào phong ma. Sau khi sử dụng huyết mạch chi lực, một luồng sát ý mạnh mẽ bỗng chốc tuôn trào khắp nơi như sóng cuộn. Sắc mặt đám người Triệu Tiến thay đổi hẳn, điên cuồng lùi lại. Ngay cả những vị kẻ phá đạo kia cũng đều lùi lại. Sát ý này quá kinh khủng, có thể làm loạn tâm thần bọn họ. Có thể nói, sát ý Bách Lý Đồ so với sát ý Diệp Huyên, quả thực là một trời một vực. Nhất sát chứng đạo. Khi Diệp Huyên nhập đạo là dùng sát chứng đạo, chứ không phải dùng kiếm chứng đạo, có thể nói, sát ý của Diệp Huyên vẫn ở trên kiếm ý, mà từ xưa đến nay, kẻ dùng sát chứng đạo có thể nó chỉ có mỗi Diệp Huyên là sống sót. Sát ý cộng thêm huyết mạch chi lực, và cả kiếm linh, Diệp Huyên bây giờ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Dưới trạng thái này, ngay cả cao thủ như Chân Võ Thiên Quân, hắn cũng có thể đấu lại được. Đây là một tinh không không biết tên. Tinh không sâu hun hút, xung quanh là vô số ánh sao lấp lánh, đan xen khắp nơi, trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người nhìn vui vẻ khoan khoái. Tinh không rất đẹp, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi. Bởi vì không biết. Tinh không này không có tận cùng, ai cũng không biết trong tinh không này có cái gì. Ở nơi sâu trong tinh không này, có một cô gái cầm kiếm chậm rãi bước đi. Cô gái mặc một chiếc váy trắng. Không vương bụi trần, nàng cứ chậm rãi bước đi như vậy, giống như một người đi đường cô độc. Không ai biết đích đến của nàng là nơi nào. Bản thân nàng cũng không biết. Nhưng nàng không hề cảm thấy mịt mù. Khi một người có người để quan tâm, tính mạng của người đó mới trở nên ý nghĩa. Trường sinh. Nàng chưa bao giờ muốn trường sinh, năm đó, sinh mệnh dài đằng đẵng chỉ mang tới cô độc cho nàng. Vô địch. Nàng đã vô địch rất lâu rồi. Về phần vũ trụ vô tận và võ đạo tận cùng vô tận này, nàng cũng chẳng hề tò mò ham thích. Vũ trụ vô tận này, nàng không cách nào sáng tạo, nhưng nàng có thể hủy diệt, vũ trụ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ cần một kiếm là được. Còn tận cùng của võ đạo, nếu võ đạo quả thật có tận cùng, có thể cản được một kiếm của nàng sao? Bây giờ nàng chỉ muốn làm một chuyện.
là đi đến tận cùng kia, giết chết người kia. Khi đó, có lẽ nàng sẽ dừng lại ngắm nhìn phong cảnh thế giới này. Nhưng bây giờ, dưới cái nhìn của nàng, ngoài người kia ra thì tất cả mọi thứ khác đều là dư thừa. Đúng lúc này, cô gái váy trắng dừng bước. Không xa phía trước nàng, nơi đó có một kim tự tháp màu đen khổng lồ, kim tự tháp màu đen cao đến vạn trượng, cứ sừng sững ở giữa tinh không như vậy. Phía trước kim tự tháp màu đen này còn có một pho tượng đàn ông, trong tay người đàn ông cầm trường mâu, ngước nhìn tinh không. Cô gái váy trắng dừng bước, nàng nhìn kim tự tháp màu đen kia. Đúng lúc này, tinh không sau lưng này đột nhiên rung động, ngay sau đó, hai người đàn ông xuất hiện sau lưng nàng. Người đến chính là Thần Phong và Thiên Lý. Trông hai người có vẻ mỏi mệt. Tất nhiên là mỏi mệt rồi, bởi vì hơn một tháng nay, bọn họ gần như không ngủ không nghỉ truy tìm tung tích của cô gái váy trắng. Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng bọn họ đã tìm được rồi. Cô gái váy trắng nhìn hai người, không nói gì. Lúc này, Thần Phong kia nhíu mày, Thiên Lý, có gì đó không đúng. Thiên Lý thoáng nhìn xung quanh, ngay sau đó, hắn sầm mặt lại. Giờ phút này, bỗng nhiên hai người bọn họ phát hiện, tinh vực này đã không phải là tinh vực mà bọn họ quen thuộc, bên trong ghi chép của đạo đình không có tinh vực này. Đây là đâu? Lúc này, trong đầu hai người đều nhảy ra câu hỏi này. Thiên Lý đột nhiên nhìn về phía cô gái váy trắng, đây là nơi nào? Cô gái váy trắng vẫn không nói chuyện. Thiên Lý nhíu mày, ông ta đang định nói tiếp thì Thần Phong trầm giọng nói, không thích hợp. Thiên Lý nhìn Thần Phong, Thần Phong nhìn chằm chằm Thiên Lý, người có thể cảm nhận được nàng không? Nghe vậy, Thiên Lý nhìn về phía cô gái váy trắng, chỉ thoáng chốc, sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng. Bởi vì ông ta không cảm nhận được cô gái váy trắng ở trước mặt. Cô gái váy trắng đứng ở trước mặt hắn, nhưng ông ta không cảm nhận được. Thần Phong thoáng nhìn cô gái váy trắng sau đó nói, e rằng chúng ta gặp phải kẻ khó chơi rồi. Thiên Lý im lặng một lát, sau đó đó ôm quyền nói với cô gái váy trắng, các hạ có quen biết Diệp Huyên không? Ông ta quyết định hỏi trước đánh sau. Vừa nhìn đã biết người trước mắt là kẻ khó chơi, không nên ra tay vội, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Thiên Lý, cuối cùng trong mắt cô gái váy trắng đã có chút dao động, nàng khẽ gật đầu. Quen biết. Thiên Lý nhìn cô gái váy trắng, các hạ biết lai lịch của hai người bọn ta không? Cô gái váy trắng lắc đầu. Thiên Lý nói, hai người bọn ta đến từ đạo đình, lần này là phụng mệnh của tinh quân đến tìm các hạ. Cô gái váy trắng nhìn Thiên Lý, giọng nói không mang chút tình cảm nào, muốn chết sao? Thiên Lý. Thần Phong đột nhiên nói, chúng ta rút lui. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được nguy hiểm rồi. Là thiên tướng của đạo đình, hai người bọn họ đều không phải kẻ ngu, giây phút nhìn thấy cô gái váy trắng, hai người đều cảm giác được tình huống có gì đó không đúng. Nguy hiểm. Chính là loại cảm giác này. Thiên Lý trầm giọng nói, cứ rời đi như vậy sao? Thần Phong nhìn cô gái váy trắng, có lẽ chúng ta đánh không lại nàng. Thiên Lý trầm giọng nói, cứ rời đi như vậy, phải ăn nói với tinh quân thế nào? Nói xong, ông ta nhìn về phía cô gái váy trắng, hai người chúng ta liên thủ, cho dù đánh không lại, nhưng an toàn rút lui thì không thành vấn đề. Thần Phong im lặng. Thật ra, ông ta vẫn không yên lòng. Cô gái trước mắt này đứng ở đây, không một tiếng động, trông rất vô hại, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không yên. Nhưng mà, đúng như Thiên Lý nói, cứ trở về như vậy, phải ăn nói thế nào? Nghĩ đến đây. Thần Phong hạ quyết tâm, vậy thì đánh một trận. Thiên Lý nhìn cô gái váy trắng, cười nói các hạ, thật không dám giấu giếm, lần này hai người bọn ta đến đây là muốn lĩnh giáo một lần, xin các hạ chỉ giáo. Cô gái váy trắng lắc đầu, chỉ giáo thì không cần. Ban cho cái chết đi. Vừa dứt lời, nàng đã biến mất. Mà sau lưng nàng, cơ thể Thiên Lý và Thần Phong lập tức cứng ngắc lại. Hai người trợn tròn mắt. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Đến chết bọn họ cũng không biết cô gái váy trắng ra tay lúc nào. Một lát sau,
Thần Phong đột nhiên run giọng nói, đạo đình ta, nguy rồi. Hai mắt Thiên Lý chậm rãi khép lại, đạo đình ta, xong rồi. Vừa nói xong, hai người hoàn toàn biến mất trong tinh không. Là trực tiếp bị xóa bỏ. Cô gái váy trắng đi về nơi xa, khi nàng đến gần kim tự tháp màu đen kia, pho tượng trước kim tự tháp đột nhiên mở hai mắt ra, ông ta nhìn xuống cô gái váy trắng, phàm nhân. Giọng nói lạnh lùng, không mang chút tình cảm nào. Cô gái váy trắng không để ý đến pho tượng, tiếp tục đi về phía kim tự tháp màu đen. Nhìn thấy cảnh này, pho tượng nhăn mày lại, nhưng ông ta cũng không ra tay, bởi vì ông ta cảm nhận thấy nguy hiểm. Người càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được mạnh mẽ của cô gái váy trắng. Pho tượng ở sau lưng cô gái váy trắng lại nói, ngươi không có thần thể và thần cách, vì sao lại mạnh như vậy? Cô gái váy trắng vẫn không trả lời, nàng đi đến phía trước kim tự tháp màu đen kia, tiện tay vạch một cái, kim tự tháp màu đen kín kẽ không một khe hở trực tiếp nứt ra một khe hở. Cô gái váy trắng lại chậm rãi đi đến. Pho tượng không ngăn cản, bởi vì không dám. Chỉ thoáng chốc cô gái váy trắng đã đi vào trong kim tự tháp màu đen, nhưng ngay sau đó, nàng lại đi ra. Sau khi đi ra, nàng nhìn về nơi xa, ở cuối cùng tinh không này có một vực sâu khổng lồ, mà bên trong vực sâu là kim tự tháp màu đen kịt. Sổ dọc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.